chương 1301 Tử Minh chi mộ. Tịch Diệt Tiên Luân này chính là Dạ Huyền lưu tại Tử Minh địa nhất kiện tiên bảo, đối ứng Cửu Đại Tiên Thể trong, đại biểu cho chết Tịch Diệt Tiên Thể, nếu như Dạ Huyền đem Tịch Diệt Tiên Luân cũng cầm về, như vậy trong tay hắn sẽ có bốn cái tiên bảo. Đây chưa bao giờ có người hoàn thành qua hành động vĩ đại tại Dạ Huyền trong lòng. Luôn luôn có một cái kinh người tính toán, cái kế hoạch này nói ra nhất định sẽ chấn động thế nhân bất quá khi không có tụ đủ cửu đại tiên bảo thời điểm dạ huyền cũng không tính đem cái kế hoạch này biến thành hành động bởi vì một khi hành động sẽ ảnh hưởng toàn bộ thời đại hắn không biết chuyện này đúng sai như thế nào toàn bộ phải đợi chuẩn bị ổn thỏa sau đó mới nói dạ huyền cùng tề trường sinh hai người ở mảnh này cổ xưa đại địa ở trên đi dạo chốc lát làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh bởi tử minh địa đệ cửu trọng chớ chú chi địa luôn luôn ở vào biến hóa giai đoạn sở dĩ cho dù bọn họ khi tiến vào nơi đây sau cũng cần nhất định quen thuộc thời gian tại cộng thêm dạ huyền theo chớ chú chi thụ chỗ ấy nhận được tin tức để cho hắn khẳng định tại đây đệ cửu trọng chớ chú chi địa có nhân vật đáng sợ mà tử minh địa chúa tể liên đới lấy chớ chú chi thụ có lẽ đều đang trấn áp vị này nhân vật đáng sợ, bất quá theo Dạ Huyền lần đầu tiên tới nơi đây. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng thấy qua vị này tồn tại, nhưng Dạ Huyền dám khẳng định. Đây tuyệt đối là thật, nhất là tại trải qua đạo sơ cổ điện thấy kim sắc thụ nhãn sau. Dạ Huyền càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, theo cái người điên chỗ ấy biết được. Kim sắc thụ nhãn cũng không phải là thế giới này tồn tại, mà cái người điên cái gọi là không? phải thế giới này không đơn thuần là chỉ huyền hoàng đại thế giới mà là chỉ chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới ở ngoài nhân vật khủng bố tại cộng thêm lúc trước dạ huyền cùng bắc giao thần vũ thứ nhất chạm mặt đây hết thảy đều tiết lộ ra huyền hoàng cửu đại cấm địa chân chính tồn tại ý nghĩa có lẽ tại ý nào đó mà nói huyền hoàng cửu cấm chính là chín tòa ngục tù giam nhốt một loại siêu thoát thế gian nhân vật khủng bố mà một khi loại này tồn tại xuất hiện ở bên ngoài, ắt sẽ nhấc lên hủy diệt sóng chiều. Thủ lĩnh, tìm được tề trường sinh thình lình là nhãn tỉnh sáng lên, khẽ nói, đi. Dạ huyền không nói hai lời, hai người chạy thẳng tới một cái địa phương nào đó đi, ủng ùng. Lúc này, phía trước dãy núi kia thình lình phát sinh rung động. Chỉ thấy trên dãy núi cây cối ảo ảo bị nhổ tận gốc. Dưới đất phẳng phất có một đầu quái vật đang ở khôi phục, chớ chú sơn lĩnh, dạ huyền thoáng nhìn một màn kia, nhỏ giọng nói lầm bầm, chỉ thấy cái kia sơn lĩnh giống như một. Hàng dài một dạng, chậm rãi trống lên thân hình. Đất đá cây rừng đang không ngừng lăn xuống, cái kia chớ chú sơn lĩnh phẳng phất để mắt tới dạ. Huyền và khí tràng trên, xoay thân hình. Đem dạ huyền cùng tề trường sinh vây quanh ở trung tâm, đầu chính là hai khối cự thạch tạo. Thành giản dị miệng rộng, con mắt là hai khối hắc sắc đá lớn. Trừng mắt dạ huyền cùng tề trường sinh sau một khắc phát ra hí hướng dạ huyền cùng tề trường sinh đột nhiên phóng đi lực lượng kinh khủng làm cho hư không phát ra ù ù vang dội tề trường sinh ngồi xổm dưới đất hai tay dán tại mặt đất hơi hơi dùng sức tại tề trường sinh trên thân hắc khí phẳng phất tìm được tiên tiết khẩu một dạng liên tục hướng đại địa vọt tới bất quá là trong chớp mắt hắc khí kia liền phủ kín đại địa thủ lĩnh tề trường sinh khẽ quát một tiếng, dạ huyền tay phải hư không nắm chặt, đại tiết dưỡng kiếm hồ. Trong, quá hà tốt trong nháy mắt lao ra, rơi vào dạ huyền trong tay. Phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh, dạ huyền một tay phụ sau. Một tay nghiêng cầm quá hà tốt, đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí cổn long bích ầm. Một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, kiếm khí kia cuồn cuộn, như nhiệt long bơi không. Nghiền nát toàn bộ, mà theo một kiếm kia chém ra bốn phương tám hướng hắc khí theo hóa thành kiếm khí màu đen đồng thời hướng bốn phương tám hướng nghiền đi ủng ủng kèm theo rên rỉ một tiếng cùng với vô biên bụi đất tung bay chớ chú sơn lĩnh bị dạ huyền một kiếm kia trực tiếp nghiền thành phấn vụn thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn một kiếm sau đó quá hà tốt trở lại đại tiết dưỡng kiếm hồ trong dạ huyền cùng tề trường sinh hai người tiếp tục đi tới tại chớ chú sơn lĩnh phía sau có một tòa hạp cốc một đường hai người vượt qua hư không tiến vào một đường rất nhanh dạ huyền liền khóa chặt tòa kia tầm thường mộ đất này một đường hạp cốc khắp nơi đều thấy phần mộ có phần mộ thậm chí ngay cả cái đống đất cũng không có có khả năng thấy trong chỗ nằm thi thể đệ cửu trọng chớ chú chi điện tử minh chi mộ dạ huyền đi qua từng cái phần mộ không có phát ra âm thanh tề trường sinh cũng là như vậy đây Toàn bộ Tử Minh Địa cửu trọng chớ chú chi địa một tòa duy nhất phần mộ, ở chỗ này người đều là bị chớ chú, nhưng lại chống lại chớ chú mà người chết, tại ngăn cản chớ chú một khác. Kia, bọn họ liền tới đến Tử Minh chi mộ, cho mình hạ táng, đây cũng là Tử Minh địa trong duy nhất một có thể khiến người ta tại sau khi chết không chịu chớ chú xâm nhiễm địa phương, những người này. Tại lúc còn sống yếu nhất đều là đại hiền bọn họ có không gì sánh kịp lực ý chí giơ lên cửu trọng chớ chú đến chết cũng không có khuất phục càng là bằng vào ý chí cường đại lực tại trước khi chết cho mình chôn ở nơi đây để tránh khỏi bản thân thi thể tại sau khi chết bị nguyền rùa thao túng này trong không thiếu có đại đế tử minh địa đệ cửu trọng chớ chú chi địa mỗi một lần cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn nhưng duy nhất sẽ không biến hóa chính là tử minh chi mộ rất nhanh Dạ Huyền cùng Tề Trường Sinh đi tới tòa kia mộ đất trước, Tề Trường Sinh đứng ở một bên, dạ. Huyền tự mình động thủ, đem mộ đất đào lên, đây một tòa không mộ phần, chờ đợi đào lên sau. Dạ Huyền nằm đi vào. Tề Trường Sinh lập tức động thủ, đem Dạ Huyền vùi vào đi. Theo sau đứng ở một bàn yên lặng đợi chờ, Dạ Huyền nằm mộ đất trong. Cảm thủ được mình bị vùi lấp, rơi vào vô tận hắc ám trong, cũng không biết qua bao lâu trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một tia sáng dạ huyền nhìn một tia sáng không khỏi hiểu ý cười một tiếng tìm được dạ huyền mở mắt tiết lộ một chút khí tức chờ ở bên ngoài nửa tháng tề trường sinh cảm thụ được dạ huyền khí tức vội đem móc ra thủ lĩnh tề trường sinh cung kính nói ngươi trước hồi một chuyến chớ chú vực sâu chờ ta đem món đồ kia bắt vào tay lại đi tìm ngươi dạ huyền đem trên thân bùn đất vỗ sạch sẽ cần tuân thủ lĩnh dụ lệnh tề trường sinh cung kính lĩnh mệnh đợi cho tề trường sinh ly khai dạ huyền trong con ngươi lóe ra một đạo tinh mang tịch diệt tiên luân dạ huyền ly khai một đường hướng mảnh này cổ xưa đại địa phương bắc đi theo tử minh chi mộ nhận được tin tức đến xem tịch diệt tiên luân liền ở vào mảnh này cổ xưa đại địa phương bắc dạ huyền đem bản thân khí tức áp chế đến hư vô một đường hướng phía bắc chạy dạ huyền không nghĩ tới thứ này lại có thể là một hồi lặn lội đường xa ước chừng tiêu hao gần tới hai tháng vượt qua ước xa vạn dặm phảng phất xuyên qua bốn mùa theo xuân hạ đến thu đông tiến vào tiết lớn đầy trời thời kỳ nơi đây thời kỳ dễ nhận thấy cùng bên ngoài có chút bất đồng hô hẳn là đến phía bắc đi dạ huyền tại gió tiết trong ngự không phi hành khó được dừng bước lại nhìn một mảnh trắng xóa nhẹ nói Chương 1302, lại gặp Long yêu. Gió tuyết dạ, thiếu niên độc hành, một đầu tóc đen. Sớm bị tuyết trắng bao trùm, Dạ Huyền vẫn chưa vận dụng pháp lực đi xua tan những thứ này. Tuyết trắng nhìn như bình thường. Trên thực tế trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chớ chú chi lực, không có đơn giản như vậy. Thì có khả năng tiêu trừ, nếu như một đường tiêu trừ nói. Chỉ sợ pháp lực từ lâu hao tổn không, ngược lại Dạ Huyền trước đã thu nhận nhiều như vậy chớ. Chú chi lực sở dĩ những thứ này bông tuyết rơi vào trên thân. Tối đa cũng chính là để cho hắn cảm thấy một chút lạnh lẽo. Cũng không có hắn biến hóa, bay qua một mảnh sông băng. Nhìn thấy phía trước một mảnh trắng xóa sơn mạch trong có một chút ánh sáng nhạt. Tựa hồ đang hô ứng Dạ Huyền, Dạ Huyền thấy một màn kia, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cuối. Cùng tìm được Dạ Huyền trong lòng thở phào, trước thời điểm hắn còn cảm thấy đem tịch diệt tiên luân đặt ở nay tử minh địa trong rất an toàn. Nhưng theo chớ chú chi thụ chỗ ấy hiểu được tử minh địa một ít chân tướng sau. Trong lòng khó tránh khỏi có một chút lo lắng không yên, cho tới bây giờ. Dạ huyền mới tính trầm tĩnh lại, gì? Tiến vào bên trong dãy núi, dạ huyền có chút kinh ngạc những. Tên kia cư nhiên tìm tới nơi này, dạ. Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó có lấy một nhóm người đang ở thần tốc tiếp cận còn có đại đế khí tức không cần nghĩ cũng biết. Người này mượn đại đế tiên binh tại tiến lên, với lại không chỉ một cái đại đế tiên bảo, những gia hỏa này ngược lại cũng biết lên, không có trắng trận kích phát đại đế tiên binh lực lượng. Bằng không hai kiện đại đế tiên binh đan vào một chỗ. Tất nhiên sẽ phát sinh mãnh liệt va chạm mượn hai kiện đại đế tiên binh. Người này tại sơn mạnh trên không đi vào, dường như cũng đang tìm kiếm cái gì đồ đạc ngươi. Xác định món đồ kia ở chỗ này, tại đêm tuyết trong. Dẫn đầu vị kia tuổi già sức yếu lão nhân khẽ nhíu mày. Trong con người trong lúc mơ hồ có sát khí bắn ra. Ở sau người, tổng cộng có 5 người, nam nữ đều có, trong một vị dễ thấy nhất. Không ai bằng vị kia áo bào trắng thanh niên. Trên thân phẳng phất có một loại đặc thù khí chất. Để cho người ta lực chú ý tập trung ở trên người người này, người này không là người khác đúng là đỉnh châu bạch long sơn mạch yêu tộc thiên kiêu, long yêu, vị này có chân long tàn. Hồn chuyển thế mà thành đại yêu, thực lực mạnh mẽ. Nhìn ép người trong cùng thời, thậm chí đối mặt lên đỉnh châu đỉnh cấp thiên kiêu kim cương. Thần tử, kiếm trần tử cũng không kém chút nào, long yêu phía sau có một cái chân long đồ đằng. Huyền phù, phóng xuất ra sáng rực thần hoa, bảo hộ lấy hắn, long yêu chậm rãi nói. Yên tâm đi, ta nói ở chỗ này như vậy nhất định không sai ở chỗ này. Các ngươi một mực làm tốt chính mình sự tình, chờ ta bắt được món đồ kia. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi Vạn Long Hồ muốn toàn bộ. Vị kia mặc hắc bào lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, như vậy tốt nhất. Bằng không ngươi hẳn biết ta Vạn Long Hồ thủ đoạn chứ? Long yêu ở ngoài, bao gồm vị lão nhân này ở bên trong năm người toàn bộ đều là đến từ đỉnh châu lục đại một trong bá chủ vạn long hồ tại đỉnh châu đại địa tổng cộng lục đại bá chủ mà vạn long hồ đúng là ở vào tây hải cạnh độc bá nhất phương lần này tiến vào này từ minh địa trong lục đại bá chủ thật cũng không có quá lớn tiếng âm ở tòa này huyền hoàng cửu đại cấm địa phía trước cho dù này lục đại bá chủ đều đi càng cật lực sở dĩ trừ vạn long hồ ở ngoài dư bá chủ nhân, tối đa cũng liền đi tới bát trọng chớ chú chi địa. Nhiều hơn đều là tại tầng thứ bảy chớ chú chi địa tìm kiếm lấy cơ duyên, vạn long hồ người. Dễ nhận thấy tại đây chàng cấm địa trong quyết đấu, chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên là lặng lẽ tiến vào này tòa đệ cửu trọng chớ chú chi địa. Là thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, có người. Lúc này, tại lão nhân phía sau một vị mặc bó sát người quần dài cô gái trẻ tuổi hẹp dài mắt phượng khẽ hít một cái. Lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều hướng nơi xa đầu đi ánh mắt tại gió tiết dạ bên trong. Bọn họ thấy một cái tầm thường thân ảnh, hướng bọn họ bay tới, ngươi. Không phải nói cái chỗ này không có ai tới sao, lão. Nhân nhíu mày lại, thờ ơ nhìn về phía lòng yêu, lòng yêu lúc này cũng là trao mày. Nghi ngờ trong lòng không thôi, nơi đây tại sao có thể có người khác tại hắn long hồn trong trí nhớ liên quan tới cái cơ duyên này không có ai biết mới đúng năm đó những thứ kia chu diệt khác ra hòa đều không có chiếm được tin tức này cái bí mật kia đã giấu ở hắn trong não hải chỗ sâu không nghĩ tới bây giờ lại có người khác đến đây là hắn khi thấy nơi xa cái thân ảnh kia dần dần tới gần lúc lòng yêu thình lình con ngươi co rụt lại chốc lát nhanh chóng lạnh lùng xuống tới kia ra hòa trước kia chắc chắn tham gia trận kia chu diệt chi chiến ta tất giết hắn trong lòng có một cổ mãnh liệt sát ý tại lan ra địch nhân long yêu thờ khẽ mấy chữ lão nhân mặc dù bất mãn trong lòng nhưng vẫn là không nói thêm gì nếu là địch nhân vậy đi giết lão nhân trầm giọng nói hắn không phải người bình thường long yêu nhàn nhạt nói cho ngươi người toàn bộ xuất thủ chê cười bản tọa chính là đại tôn đỉnh phong giải quyết một thiếu niên còn không đơn giản tại phía sau lão nhân, một vị tráng hán diễu cật nói, thật sao, hắn kêu dạ huyền, long. Yêu bình tĩnh nói, dạ huyền là vật gì, vân vân, người nói là cái kia dạ huyền, tráng. Hán kia nguyên bản lơ đành, nhưng thình lình phạm âm qua đến, dư người cũng là mặt hơi biến. Sắc nghe đồn người này giết đế tướng Chu Hoàng. Nhưng năm đó thường tịch nữ đế bộ hạ đế tướng, thực lực mạnh mẽ không có biên. Người này có thể giết đế tướng, tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc vị kia mắt phượng cô gái trẻ tuổi ngưng trọng nói, lão nhân cũng là trao mày lên. Hắn tốt giống con có một thân một mình, Long. Yêu chậm rãi nói, ổn thỏa điểm, đồng loạt ra tay đem giải quyết, lần. Này, không có ai có dị nghị. Đồng thời, tại hạ quyết tâm sau, phía sau lão nhân bốn người trên mặt. Đều là hiện ra vẻ hưng phấn chi sắc, dường như dưới cái nhìn của bọn họ. Muốn giết chết dạ huyền, chính là nhất kiện phi thường đáng giá hưng phấn sự tình, đây chính là giết qua đế tướng yêu nghiệt. Nếu là có thể đem chém giết, đối với bọn họ tâm linh an ủi, không thể bảo là không lớn. Cùng lúc đó, tại ngự không phi hành trong dạ huyền, cũng nhận ra được đối phương sát ý, vạn. Long hồ, long yêu. Dạ huyền trong lòng âm thầm cục cục, vạn long hồ rõ ràng phải hải tộc. Cường giả nắm giữ, có thể cuối cùng cũng là một đám người không người. Yêu không yêu ra hòa tại nắm giữ hắn đối những gia hỏa này có thể không có hảo cảm gì có lẽ tại đỉnh châu cũng chỉ có vạn long hồ người sẽ cùng long yêu vị này yêu tộc người giao tiếp dù sao tại đỉnh châu yêu tộc là bị chịu kỳ thị tồn tại rất nhanh dạ huyền cùng vạn long hồ năm người lòng yêu chính diện đụng phải song phương đồng thời dừng thân hình không nói lời nào xong phương đều đang quan sát đối phương lòng yêu nhìn dạ huyền khóe miệng hơi vểnh lên trong con ngươi lóe ra một chút lạnh lùng sát cơ ầm sau một khắc, tại phía sau lão nhân bốn vị vạn long hồ cường già hung hãn xuất thủ cơ hồ là trong nháy mắt bốn người liền xuất hiện tại dạ huyền tứ phương lấy kỷ giác chi thế đồng thời thẳng hướng dạ huyền hoàn toàn chính là thuấn di tới tốc độ nhanh đến cực điểm căn bản không cho người ta phản ứng thời gian nhưng chẳng biết tại sao tại bốn người sẽ tiếp xúc được dạ huyền thời điểm lại phẳng phất định cách tại chỗ, thậm chí ngay cả bốn phía bông tuyết đều ngưng rơi. Hoàn toàn đứng lại ở nơi đó, xi 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 xi, nhất đạo kiếm khí màu đen lấy dạ huyền làm. Khởi điểm, hoành tảo bát phương chi thế đảo qua, trong sát na. Bốn viên đầu bay lên, lão nhân cùng long yêu đồng thời con ngươi co rụt lại. Chương 1303, Đại Hiền Đỉnh Phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, dạ huyền đầu ngón tay bắn ra đạo kiếm khí kia liền đem bốn viên đầu cho chém bay, phốc suy suy, tại đoạn nơi cổ. Tiên huyết phun vải ra, để cho người ta kinh ngạc là. Đối với trong nháy mắt lại bị đứng lại ở nơi đó, bao gồm bốn viên tung bay lên đầu. Cũng trong nháy mắt đứng lại ở nơi đó, từ đầu tới đuôi, bốn vị này vạn long hồ cường già. Thậm chí đều không có chút nào phản kháng. Hoặc có lẽ là thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng trực tiếp liền bị tiêu diệt, vạn long hồ vị lão nhân kia cùng long yêu đều là con người đột. Nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn một màn kia, quỷ dị, không nói ra quỷ dị, người. Này ở trên hư không đại đạo tạo nghệ, khó tránh khỏi có chút quá cường hãn, xác. Mặt lão nhân âm trầm xuống, trầm giọng nói, có lẽ không phải, mà là có đồ vật tương trợ. Chấm ngoặc kép, lòng yêu khẽ nói, lòng yêu suy đoán không sai, tại vạn long hồ bốn vị cường giả xuất thủ thời điểm, Dạ Huyền sớm đã là đem Thái Hư Châu chuẩn bị hoàn tất chờ đến bốn người tiếp cận. Dạ Huyền kiếm vực bên trong, Dạ Huyền trực tiếp sử dụng Thái Hư Châu lực lượng. Đem bốn người cho đứng lại ở nơi đó, theo sau một tay kiếm khí. Đem bốn người đầu cho chém bay, đồng thời đế hồn khẽ động. Đem bốn người thần hồn chấn thành phấn vụn. Không ai có thể tại Dạ Huyền chuỗi này thủ đoạn dưới sống sót, sở dĩ không có trực tiếp sử dụng đế hôn xuất thủ, chẳng qua là làm mê hoặc vạn long hồ vị lão nhân kia cùng long yêu, hai người. Trên tay đều nắm giữ đại đế tiên binh, đây cũng là không nói, tiếp là. Vị kia vạn long hồ lão nhân, thực lực dĩ nhiên không chỉ là bình thường đại hiền, mà là đại. Hiền cảnh đỉnh phong, như thế thực lực vừa nhìn liền biết. Tuyệt đối là 9 vạn năm trước liền đã sớm bước vào này cảnh tồn tại. Mà ở xong đế hiệu triệu dưới, người này nhất định là tiền chọn để cho mình ngủ say tại vạn. Long hồ, theo thiên đạo trấn áp kết thúc, lại hoặc là lần này từ minh địa mở ra. Người này mới đi ra vạn long hồ, đối phó loại địch nhân này. Dạ huyền xưa nay sẽ không đi cứng rắn, có thể sử dụng tính toán giết thì dùng tính toán giết. Thuận tay đem bốn vị vạn long hồ đại tôn cảnh cường ra tiêu diệt sau. Dạ huyền bình tĩnh nhìn Long yêu, khẽ nuốt chậm thổ mà nói, người rất muốn giết ta, Long. Yêu lúc này trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hắn ngắm nhìn dạ huyền, không nói lời nào. Lúc này, lòng yêu cuối cùng cảm giác được kia ra hỏa nguy hiểm, lúc trước thời điểm. Lòng yêu chỉ cảm thấy dạ huyền bên cạnh tề trường sinh kinh khủng nhất, lúc này tề trường sinh. Cũng không có tại dạ huyền bên cạnh, nhưng chỗ bộc phát ra thực lực. Vẫn là vượt quá lòng yêu tưởng tượng ra, người đáng chết vạn long hồ lão nhân không có nhìn về phía dạ huyền mà là quay đầu nhìn về phía long yêu ánh mắt u ám không gì sánh được oán độc nói người hại chết ta vạn long hồ bốn vị trưởng lão bút trướng này người phải thế nào coi như lão nhân cũng không phải là kẻ đần độn đang nhìn đi ra dạ huyền một chiêu đem bốn người giải quyết sau tại nội tâm so sánh một phen tuyệt đối trước không vội vàng xuất thủ mà là trước hướng long yêu làm loạn long yêu nghe vậy tức khắc sầm mặt lại âm lãnh nhìn lão nhân trầm giọng nói trước kia thời điểm ta cũng đã nhắc nhở qua các ngươi lão nhân gầm nhẹ nói ta chỉ biết ta vạn long hồ chết bốn vị trưởng lão nhắc nhờ đó là cái gì chó má nhắc nhở dù sao dạ huyền giết chết đế tướng tin tức trung quy chỉ là nghe đồn mà lúc này dạ huyền triển hiện ra thực lực liền chứng nhận chuyện này là thật đại tôn cảnh đỉnh phong hai vị đại tôn cảnh hậu kỳ hai vị như vậy đội hình dĩ nhiên không ngăn được một đạo kiếm khí đùa gì thế giết chết bọn hắn là hắn không phải ta ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng điểm này long yêu lúc này cũng là tràn lòng tức giận trầm giọng nói những thứ này vạn long hồ ra hòa quả nhiên tin không được mình cũng thấy người giết người là ai kết quả nhưng bây giờ đem đầu mâu nhắm ngay hắn một đám âm hiểm tiểu nhân vạn long hồ lão nhân không để ý đến lòng yêu mà là nhìn về phía dạ huyền chắp tay nói tiểu hữu đây hết thảy đều là hiểu lầm ta vạn long hồ là chịu người này nói gạt lúc này ta vạn long hồ tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng chẳng biết tiểu hữu có thể hay không đến đây thu tay lại dạ huyền nhìn về phía vạn long hồ vị lão nhân kia biểu tình có chút cổ quái này tiểu lão đầu mà ngược lại có điểm tâm cơ bất quá người này là ngủ lâu có chút đầu óc mơ màng sao, rõ ràng như vậy mưu kế. Cũng không cảm thấy ngại lấy ra, Dạ Huyền Giả dạ bộ không biết hình dạng, bình tĩnh nói. Sinh tử có số, nếu các ngươi vạn long hồ thành tâm xin lỗi. Vậy ta tự nhiên cũng là có thể tiếp thu, Long. Yêu khí sắc cực vi khó coi, hừ lạnh nói, phế vật. Vạn Long Hồ người là một đám phế vật vạn. Long Hồ lão nhân nghe vậy, cũng là cười khẩy nói, tiểu tử Người thật đem mình làm nhân vật đang. Khi nói chuyện vạn long hồ lão nhân trên thân khí tức bắn ra. Đó là một cổ cực kinh người khí tức đại hiền. Chẳng những như vậy, tại lão nhân sau lưng, dĩ nhiên là xuất hiện một cái vỏ rùa. Trên có khắc vẽ huyền ảo phù văn, ầm. Sau một khắc, lão nhân thân hình cũng là đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới dạ huyền vùng trời. Chỉ thấy trong tay xuất hiện một cái đầu rồng quải trưởng hung hăng đi xuống một đâm trong nháy mắt đó thương khung phẳng phất bị chấn nát hư không giống như thấu kính vậy bể ra vết nứt như như mạng nhện lan ra có thể lòng yêu thấy thế đầu tiên là sững sờ theo sau nhếch miệng cười một tiếng cảm tình lão gia hỏa này cố ý thi tính toán để cho dạ huyền cho là bọn họ nội chiến thả lòng cảnh giác sau đó đột nhiên xuất thủ Nghĩ đến đây, lòng yêu ngược lại vì mình vừa mới phản ứng có chút xấu hổ, hắn thật đúng là cho. Rằng lão gia hỏa này muốn ra tay với hắn đây. Bất quá rất nhanh, lòng yêu chính là thu thập xong trong lòng, thầm khen một tiếng. Quả nhiên Khương vẫn là cây nhiệt ẩm. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, lão nhân xuất thủ tuy kinh khủng. Thế nhưng chút hư không vết rách tại đụng chạm đạo dạ huyền bốn phía thời điểm. Cũng là thình lình chấm dứt, dường như bị thứ gì đó chỗ ngăn trở. Không có cách nào tiến thêm một bước, cái gì, lão? Nhân hơi kinh hãi, nhanh chóng thối lui, mà ở lão nhân thối lui thời điểm, Dạ Huyền dương mắt nhìn về phía lão nhân, Dạ Huyền trong con ngươi hiện ra nhất đạo tử sắc quỷ. Dị phù văn, trong nháy mắt đó, lão nhân chỉ cảm thấy sợ hãi không gì sánh được. Da đầu nổ bể ra tới, phảng phất có một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Ép tới bộ ngực hắn áp lực không gì sánh được, thở không nổi chính là thời khắc thất thần, dạ huyền động, chân chính vượt qua hư không? Thuấn di đến phía sau lão nhân, ngã phủ tiên nhân đỉnh, nhất thủ đoạn trường sinh, dạ. Huyền một tay cái hướng lão nhân thiên môn. Đồng thời vận chuyển thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết thần bí thái sơ hồng mông nguyên. Thủy đạo lực dẫn dắt bốn phương tám hướng chớ chú phù văn. Trực tiếp đổ hướng lão nhân thiên môn, ầm. Trong nháy mắt đó, lão nhân chỉ cảm giác mình đỉnh đầu bị tạc mở một cổ khó có thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt rót trong đầu mình a à, lão nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết chớ chú phù văn trong nháy mắt lan ra tới lão nhân toàn thân vù vù cũng là một khắc kia tại lão nhân trong tay quải trượng đầu rồng tự động thoát khỏi lão nhân dường như nhận ra được lão nhân đã bị nguyền rủa phù văn cho ăn mòn không còn đảm nhiệm nắm giữ dù sao cũng là đại đế tiên binh nha có bản thân phán đoán, tại biết lão nhân bị nguyền rủa sau, lập tức thoát khỏi. Chương 1304, truy sát. Đều như vậy, vị này đến từ Vạn Long Hồ đại hiền cảnh cường giả. Thậm chí cũng không có đem thực lực mình bày đi ra. Liền bị Dạ Huyền giết chết, vị lão nhân này thật cũng rất có tâm kế. Thực lực cũng cường hoành phi thường, lão nhân ý nghĩ rất tốt, hắn muốn mượn mình cùng Long Yêu. Làm bộ nội chiến tính toán, để cho dạ huyền thả lòng cảnh giác đồng thời trong nháy mắt xuất thủ lấy đại đế tiên binh lực lượng trực tiếp đem dạ huyền hư không đại đạo cho phá vỡ sau đó đem cho chớp nhoáng giết hết như vậy cũng là nhẹ nhàng nhất biện pháp từ đầu tới đuôi lão nhân sẽ không nghĩ tới muốn thả qua dạ huyền dù sao hắn cũng nói bị dạ huyền chém giết chính là bốn vị vạn long hồ trưởng lão đại tôn cảnh tồn tại tại hiện nay phía trên vốn chính là chết một người thiếu một cường giả mỗi chết một người đối với vạn long hồ mà nói đều là tổn thất to lớn hiện nay đồng thời tổn thất bốn cái lão nhân chính là đánh bạc tính mệnh cũng muốn trả thù nhưng lão nhân đúng là vẫn còn đánh giá thấp dạ huyền dạ huyền bên cạnh không có gì cái gọi là hư không đại đạo chính là thuần túy thái hư châu lực lượng đây cũng là lão nhân hoàn toàn không có tính tới thái hư châu chính là cửu đại tiên bảo một trong lực lượng chân chính tại ý nào đó mà nói, thậm chí muốn siêu việt đại đế tiên binh, loại này cấp bậc tiên bảo. Làm sao có thể bị nhất kiện bình thường đại đế tiên binh cho phá vỡ phòng ngự và lại lão nhân. Còn không có phương pháp đem đại đế tiên binh lực lượng hoàn toàn bày đi ra, cũng chính vì vậy. Lão nhân thất thủ, mà lão nhân không biết là Dạ Huyền luôn luôn đang chờ lão nhân xuất thủ, tại lão nhân xuất thủ trong nháy mắt liền chú định hẳn chết, dạ huyền cặp kia giống như vạn cổ trường dạ vậy con ngươi đen. Từ lâu xem thấu toàn bộ, trước lấy đế hồn đảo loạn lão nhân địa thế. Chở tay trực tiếp dẫn dắt chớ chú phù văn để cho trong nháy mắt ngã xuống, căn bản không cho. Đối phương phát huy ra đại hiền đỉnh phong thực lực tới, đây mới là chính xác nhất giết địch thủ. Đoạn, tại biết rõ thực lực đối phương cường đại dưới tình huống, tuyển chọn cùng với cứng rắn ngu xuẩn nhất phương pháp này không phải là cái gì tỷ đấu. Mà là chân chính sinh tử đọ sức, loại này sinh tử đọ sức. Thường thường trong một ý nghĩ sẽ quyết ra thắng bại bằng không một khi để cho lão nhân này. Thì triển ra đại hiền đỉnh phong thực lực chân chính. Dạ huyền rất khó hiệu quả đem giết chết, đừng nói, vẻn vẹn là một tay hai giới vô gian. Để hiện tại dạ huyền đau đầu vô cùng, đối phương một khi trốn chỗ tối. Vậy thật bất hảo làm, với lại một khi đến đại hiền cảnh. Có thể trong nháy mắt liền sáng lập ra từng tôn phân thân tới. Gần giống như lúc trước Dạ Huyền gặp phải vị kia côn lôn khư hắc bào lão nhân kia ra hỏa nhìn. Như ở phía sau tới là cho thấy bản thể, trên thực tế Dạ Huyền cũng là có thể nhìn ra. Đây chẳng qua là người này một cái dương thần tu phân thân thôi, chân chính bản thể. Có lẽ từ đầu tới đuôi cũng không có tới Tử Minh địa. Mà là tại côn lôn khư ngủ say, vị lão nhân này. Cũng là như vậy, sở dĩ nếu là thật chạy trốn mất. Như vậy chém giết lên sẽ không nhẹ nhõm như vậy, trong nháy mắt miểu sát vị lão nhân này. Dạ huyền nhìn về phía lòng yêu, lòng yêu cũng đã là chạy trốn, tại dạ huyền phản kích một khác. Kia, lòng yêu quả đoán tuyển chọn tránh mũi nhọn, hắn biết rõ. Nếu vị lão nhân này cũng không là đối thủ như vậy hắn cũng tuyệt đối không phải dạ huyền đối thủ tiếp tục đợi tiếp chính là chịu chết lòng yêu còn không muốn chết sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là trốn thoát được càng xa càng tốt lòng yêu không dám quay đầu nếu không phải sợ đem đại đế tiên binh kích phát sau sẽ càng thêm để người chú ý hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đem lực lượng bạo phát tới cực điểm chỉ là đại đế tiên binh nếu như hoàn toàn không kích phát như vậy không có cách nào ngăn trở chớ chú phù văn, nơi đây chớ chú phù văn thật là kinh khủng. Cùng nhau đi tới, bọn họ dựa vào hai kiện đại đế tiên binh vừa mới ngăn trở, lúc này chỉ có. Hắn này một kiện đại đế tiên binh, nếu như tiếp tục như thế. Vẫn thật là không có cách nào ngăn cản. Lòng yêu trong lòng có chút nôn nóng, thình lình, lòng yêu nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn đem thân hình hiển hóa phí tổn thể, thu nhỏ lại thân thể trực tiếp lẻn vào bên trong dãy núi. Tiết trắng hoàn toàn mờ mịt tại cộng thêm đây là cửu trọng chớ chú chi đĩa Coi như là đại hiền cảnh, thần thức cũng sẽ bị hạn chế rất thảm. Sở dĩ hắn không cảm thấy dạ huyền có thể tìm tới hắn, tiến vào trong rừng núi sau. Lòng yêu lại là chạy ra mấy trăm ngàn dặm. Lúc này mới thả lỏng không ít, hóa thành hình người, đi ở trong rừng núi, lúc này là đêm tối khắp nơi cũng không nhìn thấy lòng yêu trong lòng thở phào tốc độ cũng là chậm lại chỉ là vừa nghĩ tới bản thân tính toán lại thất bại lòng yêu trong lòng lại nghẹn cái oán khí lại là cái kia đáng hận ra hỏa lòng yêu ánh mắt lạnh lẽo sát cơ vô cùng lúc trước hắn muốn đoạt lại thuộc về mình long châu cũng là bị kia ra hỏa cho ngăn trở lúc này đi tìm kia kiện bảo vật lại là lọt vào cái kế hoạch này ngăn trở cần gì phải ác tâm, lòng yêu thầm hận không thôi, thôi. Lòng yêu thở dài một hơi, chỉ có thể tuyển chọn buông tha, so ra tính mệnh trọng yếu nhất. Nếu như tiếp tục đi tìm món đồ kia, gặp phải đến dạ huyền. Hắn chắc chắn phải chết, và lại lần này hắn vào tử minh địa thu hoạch cũng không ít. Vẻn vẹn là đại hiền chân khí, liền lấy được ba cái. Này đặt vào bên ngoài, chắc chắn có thể dẫn tới sóng to gió lớn, liền long yêu thở dài thở ngắn thời điểm, tại không nơi xa một gốc cây đại thụ che trời trên. Dạ huyền ngồi trồm hổm ở trên nhánh cây. Một đôi con ngươi màu đen bình tĩnh nhìn phía dưới long yêu. Dạ huyền trong tay vuốt vuốt một cái tiểu đỉnh, cửu long thần đỉnh, lúc này. Cửu long thần đỉnh chỉ có chừng đầu ngón tay, dạ huyền ngón trỏ cùng ngón tay giữa đem kẹp lấy. Chậm rãi nhắm ngay long yêu não, sau, sau một khắc, dạ huyền vô thanh vô tức đem ném, cửu long thần đỉnh phá toái hư không trong nháy mắt xuất hiện tại long yêu não sau vị trí trong nháy mắt đó long yêu chỉ cảm giác mình ra đầu nổ tung một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tập thượng tâm đầu không xong long yêu không có chút gì do dự cơ hồ là theo bản năng hướng trên mặt đất lăn một vòng ầm cửu long thần đỉnh bắn ở trên mặt đất chỉ thấy long yêu phía trước vùng đất kia trong nháy mắt bị đập ra một cái năng cái trong vòng ngàn dặm hố to liên đới long yêu cũng bị lâm vào hố to trong khái khái long yêu che ngực khóe miệng dướm máu trong mắt lóe ra vẻ hung ác kia già hỏa đuổi theo lòng yêu trong nháy mắt liền để ý tới không dám có chút dừng lại trực tiếp tuyển chọn chạy ra này long yêu không dám giấu trực tiếp đem đại đế tiên binh lực lượng cho kích thích ra ầm trong nháy mắt lòng yêu bốn phía hư không lóe ra một trận vặn vẹo thần quang năm màu. Ngay sau đó, lòng yêu thân hình biến mất, dạ huyền thân ảnh chậm rãi bay về hướng hố to. Khẽ ngoắc một cái cửu long thần đỉnh xuất hiện ở trong tay, dạ huyền nhìn phương xa. Khóe miệng nâng lên một chút nghiền ngẫm mà tiếu ý. Tiểu cá trạch ngược lại rất trơn trượt bớt. Quá thì tính sao đây, dạ huyền nhẹ nhàng gõ ngón tay, xa ngoài vạn dậm đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng muộn hưởng trong núi rừng tiết bay bị tạc mở một màng lớn theo sau rơi vào yên lặng dạ huyền bước ra một bước xúc địa thành thốn hàng lâm đến bạo tạc chi địa dạ huyền đạp không mà đứng phía dưới lòng yêu đã hiện ra nguyên hình chính là một đầu vạn trượng khoảng cách bạch long nhưng lúc này máu me khắp người vô cùng thê thảm long yêu một đôi long nhãn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện dạ huyền tràn đầy không thể tin tưởng chương 1305, thế gian không đúng sai, vừa bước vào trí tôn. Lòng yêu máu me khắp người, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn đích thực không ngờ. Hắn vận dụng đại đế tiên binh tiến hành hư không hoành độ. Kết quả lại gặp chịu thật lớn trở ngại, theo sau gặp phải hư không loạn lưu. Suýt nữa ngã xuống, nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mắt dạ huyền, lòng yêu hiểu, đầy hết thảy. Đều là người này giở trò quỷ, chỉ là vì sao hắn có thể thao túng hư không loạn lưu? Vật kia, ít nhất phải đại hiền cảnh cổ xưa tồn tại, mới có thể khống chế đi, ngạc. Nhiên không, ngoài ý không, dạ huyền quan sát Long Yêu, khẽ mỉm cười nói. Long Yêu trầm mặc không nói, một lát sau, hắn dương mắt nhìn về phía dạ huyền. Có chút thê lương mà nói, có thể hay không tha ta một mạng, dạ. Huyền chậm rãi thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn về Long Yêu, khẽ nuốt chậm thổ mà nói. Nếu như nhớ không lầm nói, tại ngươi vào Tử Minh địa một khắc kia, ta liền bỏ qua cho ngươi một mạng, lúc trước Long yêu muốn đi tìm Kiều Tân Vũ bên cạnh tiểu Long nữ phiền toái. Khi đó Dạ Huyền liền đã cảnh cáo Long yêu, đồng thời cũng tha cho hắn một mạng, nhưng Long yêu dễ nhận thấy không để ở trong lòng, Long yêu há hốc mồm, mắt chỗ sâu có vẻ phẫn hận, Long Châu vốn là thuộc về ta người thừa dịp ta không chuẩn bị, đem trộm đi, còn nói tha ta một mạng, trước. Kia vây giết ta thời điểm, cũng nói cái gì chỉ cần đem cái bí mật kia nói ra. Liền có thể tha ta một mạng, nhưng bọn hắn lại quên, bí mật kia là thuộc về ta, các. Người nhân tộc thật đúng là tốt giảng đạo lý A, Long. Yêu âm lãnh nhìn dạ huyền, dạ huyền bình tĩnh nhìn Long yêu, lãnh đạo nói, ta nói. Theo ngươi bị chém xuống đầu một khắc kia, ngươi liền không còn là ngươi này mai long châu có vận mệnh mình cũng không phải là ngươi vật phẩm riêng tư long yêu hừ lạnh một tiếng dường như xem thường cùng dạ huyền nhiều lời này long yêu cũng coi nhẹ đơn giản chính là một cái chữ chết dạ huyền thấy thế cũng lười cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi định xuất thủ đem kết chờ một chút lúc này long yêu thình lình mở miệng hắn nhìn chằm chằm dạ huyền trầm giọng nói tại trước khi chết ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, dạ huyền thở khẽ một chữ, nói. Lòng yêu gắt gao nhìn chằm chằm dạ huyền, ngưng tiếng nói. Ngươi có phải hay không trước kia trận kia chu diệt người tham dự, dạ. Huyền ngẩn người một chút, cảm tình người này là nghĩ như vậy, dạ huyền lắc đầu nói. Không phải, bất quá ta mắt thấy trận kia chu diệt, long. Yêu nhìn dạ huyền, tựa hồ đang xác nhận dạ huyền hay không đang nói dối, một lát sau lòng yêu thu hồi ánh mắt có chút đau khổ mà nói vậy ta hỏi lại một vấn đề khi đó ta có thể có sai dạ huyền khẽ lắc đầu lòng yêu tâm tình trở nên hơi kích động nếu không sai vậy vì sao ta sẽ là như vậy cái kết cục dạ huyền nhìn đầu này có chút không kềm chế được bạch long chậm rãi nói người thật cảm thấy đúng sai trên thế giới này rất trọng yếu long yêu dường như lúc này mới nhận rõ cái này lạnh như băng thực tế hắn không khỏi suy nhược cười một tiếng, cũng là, người động thủ đi, dạ. Huyền cong ngón búng ra, nhất đạo chỉ kinh hoa phá trường không? Trong nháy mắt xuyên thủng long yêu mi tâm, trong sát na, long yêu ánh mắt tan giả. Vô lực té xuống đất, chỉ còn dư lại bên cạnh hắn một bà ngũ cầm phiến tản mát ra thần quang nam. Màu, dạ huyền tay khẽ vẫy, ngũ cầm phiến liền rơi vào tay, dạ huyền nhìn một phen liền không nhiều hứng thú lắm, này Ngũ Cầm Phiến mặc dù là đại đế tiên binh, nhưng trên thực tế có rất lớn chỗ thiếu hụt. Trong có ba loại thần cầm lực lượng đều đã tiêu tán, bất quá, nếu là có thể đem ba loại thần cầm lực lượng bổ đủ, đến lúc đó cũng là nhất kiện phi thường không tồi đại đế tiên binh ân mang về cho Linh Nhi. Còn như quải trượng đầu rồng, liền cho gia gia dùng quét dọn xong chiến trường lại đem long yêu đoạt được ba cái đại hiền chân khí cho thu đi dạ huyền không có tiếp tục dừng lại cong ngón búng ra nhất đạo chân hỏa rơi xuống long yêu trên thân đem long thân đốt cháy hầu như không còn nhìn long yêu thân hình bị hỏa hoạn vùi lấp dạ huyền trầm mặc không nói dạ huyền vốn không phải là người lương thiện ngược lại bị giết qua rất nhiều người vô số vừa mới long yêu cuối cùng vấn đề kia dạ huyền cũng không muốn nói nhiều, thì giống như trước kia hắn đã từng vô số lần đi hỏi bàn. Thân, trước kia hắn, sai sao, đương nhiên không sai, nhưng vì sao hắn mệnh hồn sẽ bị táng đế? Chỉ chủ cho bắt đi, vì sao phải vĩnh viễn kẹt ở tòa kia lồng giam trong, vì sao phải bị những thứ kia không thuộc mình dằn vặt, vì sao phải trải qua vô biên cực khổ, những thứ đồ này. Chỉ dựa vào một cái đúng sai, có khả năng nói được thông sao, nói không thông, thế giới này chân thật một mặt đúng sai căn bản không trọng yếu nhưng thế giới này vẫn như cũ cần đúng sai bằng không lễ nhạc hủy hoại mỗi người đều là ác nhân thế đạo khả năng liền triệt để loạn điểm này dạ huyền ngược lại là vô cùng thưởng thức nho ra tam đế cũng thưởng thức những nho ra đó hậu nhân những sách này người mới là nói đạo lý lớn người tốt bọn họ có thể cho thế đạo biến phải tốt hơn đây cũng là lúc trước dạ huyền tại sao đối tiểu Mạnh thiện báo đáp thiện ý một trong những nguyên nhân, tựa như Dạ huyền trước hàng lâm địa châu Cùng vị thiên tài kia thiếu nữ ninh phủ nói những đạo lý kia Hừng đông, dạ huyền xoay người ly khai, lúc này Không có ai trở lại làm phiền dạ huyền, dạ huyền đi không vội Thậm chí rất chậm, không có ngự không phi hành Mà là một bước một cước ấn, giữa khu rừng xuyên qua bốn phía chỗ tối, trong lúc mơ hồ có vô số con mắt nhìn chằm chằm dạ huyền, những thứ này đều là đệ cửu trọng chớ chú chi địa chớ chú mãnh thú, tương tự với trước dạ huyền cùng tề trương. Sinh tao ngộ chớ chú sơn lĩnh đồng dạng, chỉ bất quá. Những thứ này chớ chú mãnh thú vẫn chưa ra tay với dạ huyền, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận. Được tại dạ huyền trên thân cái này nồng nặc không gì sánh được chớ chú chi lực, rắc rác dạ huyền xuống một chân, đạp toái cành khô, trong chớ chú chi lực. Cũng bị dạ huyền thu nhận, thời gian phảng phất tĩnh, nguyên bổn định thối lui những thứ kia. Chớ chú mãnh thú, vào giờ khắc này lần nữa để mắt tới dạ huyền. Một loại đến từ bản năng sát cơ, tràn ngập bọn họ đầu óc, không có hắn. Lúc này dạ huyền, chạm tới trí tôn cảnh bình trướng, một cước kia bước ra. Dạ huyền trực tiếp vượt qua bất hủ, bước vào trí tôn cảnh thời gian thiên địa đồng lực bốn phương tám hướng, có vô cùng quỷ dị linh khí. Lấy tịch quyền cửu thiên thập địa khí thế kinh khủng, hướng dạ huyền tụ đến, bốn phía cây cối, phát ra tuôn rơi âm thanh. Lá cây liên tục rơi, một ít cây cối thậm chí bị nhổ tận gốc. Trong nháy mắt vỡ nát, một ít thân thể tiểu chớ chú mãnh thú. Thậm chí trong nháy mắt liền bị nghiền tiêu diệt thế nhưng chút chớ chú mãnh thú. Căn bản không biết đau đớn là vì vật gì toàn bộ đều không muốn sống hướng dạ huyền sung phong liều chết đi, đại địa tại rung động, dạ. Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo kết tự động vận truyền. Từng cổ một hùng hồn thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực. Tràn ngập tại toàn thân, liên đới tứ đại thể phách. Cũng vào giờ khắc này liên tục trở nên mạnh mẽ, nhưng bất kể như thế nào. Bao giờ cũng kém một chút như vậy mới bước vào đại thành chi cảnh, dạ huyền không có đi tận lực để ý tới, mà làm mặc cho pháp lực mình không ngừng tăng lên, đồng thời, Dạ Huyền vực cảnh. Lúc này cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chí tôn cảnh vực cảnh sẽ xuất hiện thế giới chi lực từ nay về sau. Vực cảnh không còn là vực cảnh, mà là một tòa thế giới. Tại cái thế giới kia sẽ bắt đầu diễn sinh ra sinh cơ, sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Sinh sôi ra thuộc về bọn họ văn minh. Chương 1306 Tịch Diệt Tiên Luân oanh, dạ huyền vực cảnh tự động mở ra nhất đạo cửa chính, chớ chú mãnh thú cũng tốt. Chớ chú phù văn cũng được, bị hút vào rất nhiều, nếu như bình thường vực cảnh. Đem những thứ này quỷ dị đồ đặc hút vào, không cần nghĩ cũng biết. Gần như trong nháy mắt sẽ yên diệt, đừng nói là tạo thành thế giới. Chỉ sợ là liền vực cảnh cũng sẽ triệt để sụp đổ, liên đới lấy tu sĩ bản thân cũng sẽ bị chớ chú, Dạ Huyền vực cảnh lại phảng phất không tồn tại dạng này tình hình, tại Dạ Huyền vực cảnh bên trong, hơn 10 loại dị tượng xây dựng thiên địa. Đem những thứ đồ này toàn bộ thu nhận tiêu hóa, bắt đầu xây dựng ra thế giới chi lực. Diễn sinh ra sinh cơ tới, trời cùng đất bắt đầu tạo thành, những cái này chớ chú mãnh thú cùng chớ chú phù văn, thậm chí trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành chất dinh dưỡng cho này tòa hoàn toàn mới thế giới bổ sung năng lượng kèm theo còn có bởi vì dạ huyền tụ đến bàng bạc linh khí cũng có một nửa bị nhập đến vực cảnh trong tình huống như vậy ước chừng kéo dài một tháng lâu một tháng sau bốn phía linh khí phẳng phất bị rút sạch đồng dạng như vậy dị tượng mới dần dần trở nên bằng phẳng dạ huyền cảnh giới cũng coi như là củng cố tại trí tôn cảnh sơ kỳ lại là một loại vô địch cảm giác tại dạ huyền trong lòng sinh sôi đi ra liên đới dạ huyền đế hôn cũng khôi phục rất nhiều vực cảnh tạo thành mới thế giới đã triệt đề củng cố hiện tại chính là chậm rãi phát triển cũng không cần dạ huyền đi làm cái gì trí tôn cảnh có thể vận dụng thế giới chi lực bản thân chỗ diễn hóa thế giới càng hoàn chỉnh như vậy chỗ bộc phát ra thế giới chi lực đem càng mạnh loại lực lượng này đã là siêu việt pháp lực đây cũng là trí tôn cảnh cùng bất hủ cảnh lớn nhất khác biệt đồng thời đây cũng là vì sao trí tôn cảnh rất ít xuất hiện trước mặt người khác nguyên nhân đến cảnh giới này cơ bản cũng nghĩ đem thế giới của mình biến phải hoàn thiện để cho mình siêu thoát thế giới này ai còn ưa thích đi ra ngoài đi dạo lung tung nhiều hơn đều là mình phân thân bên ngoài hành động hiện nay chỉ cần dạo huyền nguyện ý thậm chí có thể trực tiếp phân ra ba cái thực lực gần với bản thân phân thân này ba bộ phân thân phân biệt có hư không tiên thể thái dương tiên thể thái âm tiên thể có người lại là tuyển chọn đem chính mình âm thần dương thần hóa thành phân thân tựa như lúc trước côn lôn khư vị kia hắc bào lão nhân đồng dạng còn có dạ huyền kích sát vị kia vạn long hồ lão nhân đủ dạ huyền phán đoán đại khái liền dương thần âm thần cũng đều không phải chính là thuần túy một câu thân ngoại hóa thân, bất quá chỉ cần cái tên kia không ngốc. Phía sau liền sẽ không tới tìm hắn phiền toái, đầu tiên phải cân nhắc một chút. Vạn Long Hồ trải qua không qua được dạ huyền lan qua lan lại. Hô, dạ huyền thở nhẹ một mạch trong sát na, trí tôn cảnh bàng bạc uy áp. Giống như lũ quét cuốn tới, lại thích tựa như chấn biển gầm một dạng. Lấy cuồn cuộn bát phương chi thế hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi, trực tiếp nang cái phương viên ức vạn giảm. Nếu là ở phạm vi này bên trong, có tu sĩ tồn tại, tu vi càng mạnh. Cảm xúc càng sâu, còn nếu là này trí tôn uy áp có châm trích. Đủ để trực tiếp đem bất hủ cảnh trở xuống tu sĩ đè nát. Cho dù được xưng đại chân nhân, thánh cảnh cửu cảnh trong cực đỉnh cổ thánh chi cảnh. Cũng sẽ bị trọng thương. Bất hủ cảnh cũng sẽ bởi vậy thất lạc một bộ phận chiến lực đây cũng là chênh lệch cảnh giới mang đến ảnh hưởng, như vậy thấy rõ, có thể vượt cảnh khiêu chiến. Vượt biên giết người ta hòa, đến có bao nhiêu yêu nghiệt, Dạ Huyền mặc dù có thể đơn giản làm. Đến điểm này, có một mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở chỗ. Dạ Huyền có độc nhất vô nhị đế hồn, đế hồn tồn tại. Để cho Dạ Huyền có thể ở mức độ rất lớn coi nhẹ những thứ kia so với bản thân cảnh giới cao. Cường người uy áp, thậm chí có thể dùng đế hồn lực lượng đem những tên kia trong nháy mắt miểu sát tại lúc trước Dạ Huyền Đế Hồn vừa mới khôi phục thời. Điểm Dạ Huyền rất lớn trình độ đều là sử dụng Đế Hồn đang làm chiến, dù sao địch nhân cảnh giới quá mạnh, chỉ dựa vào bản thân lực lượng là rất khó chống lại, điểm này. Dạ Huyền so với ai khác đều biết, Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chí Tôn Chi Uy trong nháy mắt thu hồi, Thiên, Đạo Trần áp phóng thích không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ một tầng một tầng giảm lúc này người mạnh nhất đại tôn đỉnh phong tiếp theo chính là đại hiền cũng không biết thiên đạo trấn áp tại yếu bớt đến đại hiền cảnh có khả năng xuất sơn thời điểm vẻn vẹn chỉ là đại hiền cảnh vẫn là toàn bộ đại hiền cảnh nếu như toàn bộ đại hiền cảnh đều có thể xuất sơn nói vậy ta hai cái đồ nhi sẽ bắt đầu hành động đi ngoài ra những tên kia nói vậy cũng muốn bắt đầu hành động đi dạ huyền trong lòng thầm nhũ lên thu lại tâm tư Dạ huyền hướng cảm nhận sở tại bay đi, hưu hưu hưu, đến trí tôn cảnh. Dạ huyền tốc độ nâng cao một bước, so với trước kia tối thiểu gần 10 lần. Tại trong hư không liên tục thoáng hiện, trong chớp mắt. Dạ huyền liền tới đến xem, đó là một mảnh hồ băng, có từng vệt quang mang chấp rượu, bất quá. Tại ban ngày cũng không phải làm sao thấy được, tại cộng thêm cái chỗ này căn bản không có. Người, tự nhiên cũng không có người biết ở đây có đồ vật gì đó cất giấu, chỗ ấy đúng là cất giấu dạ huyền trước kia chôn giấu cửu đại tiên bảo một trong tịch diệt tiên. Luân, đại biểu cho cửu đại tiên thể một trong tịch diệt tiên thể, dạ huyền đáp xuống hồ băng. Lên, lúc này, hồ băng ở trên kết một tầng thật dày băng. Thậm chí đều nhìn không thấy phía dưới nước hồ lưu động. Dạ huyền tay phải kiếm chỉ vung lên, ken kết ken kết, cả tòa hồ băng phẳng phất bị một phân. Thành hai, chính giữa xuất hiện một cái cái khe to lớn, dạ huyền thả người nhảy một cái đầu hướng xuống dưới, nhanh chóng phóng đi, một lát sau. Dạ huyền một đầu đâm vào trong hồ băng, băng lãnh nước hồ trong nháy mắt vọt tới. Để cho dạ huyền có loại cả người rét run cảm giác kèm theo còn có dạ huyền lần này gặp phải. Mạnh nhất chớ chú phù văn, liên tục vọt tới. Vẫn là dạ huyền, cũng có loại ăn không tiêu cảm giác. Chỉ có thể đem tứ đại thể phách toàn bộ kích thích ra, như vậy. Mới xem như ổn định, dạ huyền phân biệt phương hướng một chút hướng hồ bơi đi, tốc độ cực nhanh, uyển tựa như tia chớp, hồ băng sâu đậm, hồ bóng tối. Cũng như một cái bóng tối miệng rộng. Thôn phệ toàn bộ, nhìn qua có chút sấm nhân, lặn xuống không biết bao lâu. Dạ huyền thấy một chút ánh sáng nhạt lập lè, dạ huyền nhanh chóng tiếp cận tơ ánh sáng nhạt. Nhanh chóng tiêu tán, nhưng dạ huyền đã nhận rõ vị trí, chẳng được bao lâu. Hào quang lần nữa hiện lên, lần này khoảng cách dạ huyền gần hơn, tia sáng kia như ban ngày chiếu sáng bóng tối, ủng ủng, lúc này. Cả tòa hồ băng thình lình phát sinh rung động, dạ huyền nhìn liếc qua một chút. Nhìn thấy tại nơi hào quang dưới, có một đầu đen kịt giữ tận dị thú chậm rãi khôi phục, hả, dạ. Huyền có một chút kinh ngạc, năm đó hắn chôn vùi tịch diệt tiên luân thời điểm. Cũng không có bất kỳ dị thú mới đúng. Nghĩ đến chắc là thay trời đổi đất sau mới xuất hiện đi, dạ huyền không để ý đến mà là lấy tốc độ nhanh nhất xông về Tịch Diệt Tiên Luân, tới gần sau. Tịch Diệt Tiên Luân dẫn vào tầm mắt, đó là một cái hắc sắc ánh sáng trăng tròn luân gian. Bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, không có bất kỳ văn lộ, nhìn qua. Dường như không có bất kỳ chỗ đặc thù. Đây cũng là cùng Thái Hư Châu có chút tương tự, Dạ Huyền không nói hai lời. Một tay cầm Tịch Diệt Tiên Luân, ầm. Chương 1307 Cửu U Minh Phượng. ầm. Khi Dạ Huyền đưa về phía Tịch Diệt Tiên Luân một khắc kia, một cổ kinh khủng tử vong chi khí đột nhiên bao phủ Dạ Huyền. Trong nháy mắt đem Dạ Huyền cho cuốn lấy, một cổ khó diễn tả được tử vong cảm giác. Oanh nhiễu tại Dạ Huyền trong lòng, Dạ Huyền sắc mặt trầm xuống, ngược lại quên này một góc. Không nói hai lời, Dạ Huyền trực tiếp vận chuyển Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy Đạo quyết tứ. Đại thể phách phát huy đến mức tận cùng bàng bạc sinh cơ đang không ngừng nổi lên, tịch diệt tiên luân chỗ bộc phát ra cái này tử khí. Đồng thời cũng bạo phát tới cực điểm, thần tốc ăn mòn dạ huyền, không? Được, nếu như tiếp tục cùng với đối kháng, tịch diệt tiên luân sẽ bị kích phát. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, không có cách nào chấn áp vật này. Dạ huyền trong lòng dùng mình, đem chính mình lực lượng chậm rãi dưới áp chế, theo dạ huyền. Hành động, tịch diệt tiên luân chỗ bạo phát tử khí liên tục ăn mòn dạ huyền làm cho dạ huyền sinh cơ đang không ngừng tiêu giảm, dạ huyền con mắt hơi khép. Vô địch đế hồn xuất động, đi tiếp xúc tịch diệt tiên luân, vù vù, đế hồn rất thuận lợi. Liền tiếp xúc được tịch diệt tiên luân, tịch diệt tiên luân tức khắc bộc phát ra một hào quang. Tự hồ đang đáp lại dạ huyền, đồng thời. Tại tịch diệt tiên luân phía dưới đầu kia bóng tối giữ tận dị thú. Dường như cũng vào giờ khắc này khôi phục hai cái mãn hàm tàn bạo trong ánh mắt. Bắn ra khí tức bạo ngược ầm vô thanh vô tức dưới dị thú đột nhiên mở ra thật lớn miệng rộng trực tiếp cái đem dạ huyền liên đới tịch diệt tiên luân đều nuốt vào trong bụng ùng ùng hồ băng đang rung rung dị thú ly khai tại hồ băng hồ ẩn ở trong bóng tối biến mất tại cách nhau hồ băng nơi cực xa đầy một mảnh âm u quỷ dị thế giới hắc ám núp ở mảnh này cổ xưa đại địa phía dưới cùng chớ chú phù văn răng đầy hư không bốn phía tràn đầy rêu xanh thiên trụ ở trên, tương tự là khắc rõ vô tận chớ chú phù văn, ở mảnh này quỷ dị trong thế giới chính là một chỗ tế đàn cổ xưa, tế đàn cổ xưa bốn phía. Có bốn cái nhất cứng các thiên trụ. Dư thiên trụ ở trên rêu xanh từ lâu động lại thành một tầng thật dày. Nhưng này bốn cái thiên trụ trên cũng là không có nhiễm phải hạt bụi, cái này cũng không để cho này bốn cái thiên trụ lộ ra thánh khiết ngược lại nhìn qua càng thêm âm u quỷ dị tại bốn cái thiên trụ trên đều có to như thùng nước vậy thần thiết đúc thành mà thành xiềng xích tiếp nối mà bốn cái xiềng xích đều đưa về phía chính giữa tế đàn chỉ thấy tại chính giữa tế đàn có một cái sinh linh thần bí ngã vào chỗ ấy không có động tĩnh dường như đã chết mà bốn cái xiềng xích có hai cái khóa lại này sinh linh thần bí hai chân mặt khác hai cái tắc khóa lại sinh linh này cánh hai chân một dạng long chảo vô cùng sắc bén cánh tắc cũng như hắc sắc phượng hoàng chỉ bớt quá dưới mắt lộ ra cực kỳ thê thảm bởi vì xiềng xích trực tiếp là xuyên thấu hắn cánh vững vàng khóa lại ở trên thậm chí còn có nhìn thấy mà giật mình vết máu liền hồ băng trong dị thú đem dạ huyền cùng tịch diệt tiên luân nuốt chọn một khắc kia vẫn không có tiếng động sinh linh thần bí thình lình là động một cái nó mở ra điểu đầu mở ra cặp kia con ngươi màu đen, trong con ngươi lộ ra một vẻ tàn nhẫn, ấm. Nhưng vào lúc này, một cây đại thụ đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, dễ cây nhúc nhích. Nhanh chóng cắm dễ bốn phương tám hướng, khổng lồ thân thể đứng lặng tại tế đàn trước đó, tại. Thân chính trên, nâng lên một cái già nua khuôn mặt chớ chú chi thụ. Đại thụ này, đúng là lúc trước tại đệ nhị trọng chớ chú chi địa đảo giữa hồ chớ chú chi thụ lúc này chớ chú chi thụ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này ngươi muốn làm chi chớ chú chi thụ âm lãnh nhìn trên tế đàn cái kia sinh linh lạnh lùng nói hắc hắc sinh linh thần bí cười một cái đến nhàn nhạt nói ngươi không phát hiện mình đã bị quẳng đi sao người vị đại nhân kia đã phế đầu óc ngươi ngốc chứ chớ chú chi thụ cười khẩy nói thật sao vậy vì sao có người ở hắn trên bàn tùy tiện làm bậy cũng không có thấy hiện thân đây, sinh linh thần bí cười nói, ngươi. Nào biết người nọ không phải chúng ta người, chớ chú chi thụ tiếp tục cười khẩy nói, ồ, sinh. Linh thần bí chậm rãi nói, vậy năm đó người này vì sao phải cướp đi ngươi bản nguyên? Thậm chí cho ngươi không thể không rời đi nơi đây, ha ha. Chớ chú chi thụ cười lạnh nói, ta có cần thiết giải thích với ngươi sao, cửu. U minh phượng, ngươi dường như quên chính ngươi lập tức tình cảnh, có cần hay không ta cho ngươi thanh tỉnh một chút chớ chú chi thụ thần tình lạnh lùng cắm rễ tại bốn cái thiên trụ phụ cận rễ cây khẽ động trong sát na tại bốn cái thiên trụ khóa lại liên ào ào động kèm theo xiềng xích khẽ động bị chớ chú chi thụ còn là cửu u minh phượng sinh linh thần bí hai mắt trong hiện ra âm lãnh vẻ điên cuồng đau đớn kịch liệt xé rách linh hồn để cho cửu u minh phượng khó có thể chịu được nhưng thống khổ như vậy nó đã thừa nhận không được biết bao nhiêu năm bị tỏa liên xuyên thấu một đôi trên cánh màu đen tiên huyết liên tục chảy ra liền này cửu u minh phượng nhìn chớ chú chi thụ cố nén đau đớn cười khẩy nói vẫn là như vậy mạnh miệng chớ chú chi thụ cười lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục giáo huấn cửu u minh phượng cửu u minh phượng mí mắt nhỏ đánh nó chậm rãi nhắm mắt lại đợi cho thương thế ổn định một ít sau mở mắt nhìn về phía chớ chú chi địa, lạnh lùng nói, ta muốn gặp ngươi vị đại nhân kia. Ta có việc nói với hắn, chớ chú chi thụ lạnh lùng nhìn cửu U Minh Phượng. Như vậy mưu kế quá rõ ràng, và lại vị đại nhân kia không hội kiến ngươi cửu. U Minh Phượng nhàn nhạt nói, vậy ngươi có tư cách cùng ta đối thoại sao, xin. Lỗi, ta không phải khinh thường ngươi, ta là tại đàng hoàng hỏi ngươi cửu. U Minh Phượng ánh mắt yên tĩnh, chớ chú chi thụ đánh giá cửu U Minh Phượng. Không nói gì, một lát sau, Chớ chú chi thụ lạnh lùng nói, có cái gì lời thừa liền nói. Ta nghe lấy là được, Cửu U Minh Phượng nhìn Chớ chú chi thụ một phen, nghiền ngẫm mà mà nói. Nhìn lại đại nhân nhà ngươi là lên tiếng đây, Chớ. Chú chi thụ thần tình lạnh lùng, nhưng không có phủ nhận, Cửu U Minh Phượng thần thái ung dung, chậm rãi nói. Người nói các ngươi đều trấn áp ta nhiều năm như vậy, nhiều mệt mỏi nha vừa mới thủ hạ ta tìm được nhất kiện thứ tốt đối với các ngươi có lẽ có trọng dụng đang. Khi nói chuyện tại dưới tế đàn, thình lình là xuất hiện một đầu bóng tối giữ tợn dị thú, dị thú chừng vạn trượng khoảng cách. Bốn chân như chân, hình thể một dạng hổ, nhưng khuôn mặt cực dữ tợn. Dường như ác quỷ vậy, dị thú phủ phục tại dưới tế đàn. Hướng Cửu U Minh Phượng hành lễ, chớ chú chi thụ thấy dị thú, khí sắc mạnh mẽ nhất biến trong lòng kinh hãi, người này không phải tại chớ chú vực sâu sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cửu. U Minh Phượng nhìn chớ chú chi thụ mặt biến sắc hóa, cười ha hả nói, trừ cái đó ra. Thủ hạ ta còn giúp ngươi báo trước kia thù, chớ. Chú chi thụ sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi có ý gì, cửu. U Minh Phượng cười nhạt nói, dĩ nhiên là trước kia cướp đi ngươi bản nguyên cái tên kia chứ. Bị thủ hạ ta cho nuốt, chớ chú chi thụ sắc mặt đại biến, cái gì, dạ đế bị người này nuốt cửu U Minh Phượng nhớ tới một câu, theo bản năng nói. Ngạc nhiên không ngoài ý không? Trường 1308, Tân Bí. Ngạc nhiên không, ngoài ý không, cửu. U Minh Phượng cười hít mắt nói, chớ chú chi thụ nhìn chằm chằm cửu U Minh Phượng. Khí sắc dần dần biến phải cổ quái khóe miệng không nhịn được co quắp ngươi. Thật để cho ngươi cái này thủ hạ bắt hắn cho nuốt chớ chú tri thụ nói lần nữa cửu u minh phượng gật đầu nói tự nhiên chớ chú tri thụ không nhịn được lắc đầu nói tuy là ta rất muốn nói một câu cảm ơn ngươi nhưng ta không thể không nói ngươi quá coi thường người cửu u minh phượng nhìn chớ chú tri thụ ánh mắt hơi hơi u ám một chút ồ chớ chú tri thụ bật cười nói ngươi khả năng không cùng kia ra hòa đã từng quen biết ta có thể nói cho ngươi hắn kêu bất tử dạ đế biết hắn tại sao sẽ có danh tự này sao, bởi vì theo ta được biết. Không ai có thể giết chết được hắn, chớ. Chú trì thụ một cái nhánh cây chỉ hướng dưới tế đàn con dị thú kia, nói với cửu U Minh Phượng. Thủ hạ của ngươi thực lực tuy đáng sợ, nhưng muốn giết hắn, còn quá ngây thơ, cửu. U Minh Phượng còn suy nghĩ nói cái gì, lúc này. Dưới tế đàn dị thú thình lình là xuất hiện dị động. Vốn là đáng ghê tởm như quỷ nét mặt thình lình biến phải vặn vẹo dừ tợn. Dường như cực kỳ thống khổ, dị thú phát ra gầm nhẹ. Thậm chí không nhịn được lăn trên mặt đất lên, Cửu U Minh Phượng ánh mắt trầm xuống, chớ chú. Chỉ thụ cũng làm mắt lộ vẻ cười ý, một hồi nữa, dị thú gầm rú biến phải hoảng sợ. Dường như có cái gì để cho hắn sợ sự tình phát sinh, ngay sau đó. Tại Cửu U Minh Phượng cùng chớ chú chi thụ nhìn chăm chú. Dị thú trên thân huyết khí dĩ nhiên tại thần tốc rớt nguyên bản cường kiện thật lớn thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại gào. Thét dị thú dường như không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng giống to. Phát động lực lượng đem cái tên kia trực tiếp nhổ ra ầm. Một đạo thân ảnh trên không trung thoáng hiện, đó là một vị hắc bào thiếu niên. Bên hông treo một cái tuyết trắng hồ lô. Trong tay còn nắm một cái hắc sắc ánh sáng trăng tròn luân gian. Lúc này, hắc bào thiếu niên hùng hùng hổ hổ nói, thứ quỷ gì, thúi như vậy. hắc bào thiếu niên không là người khác. Đúng là dạ huyền, nguyên bản dạ huyền tại ngăn cản tịch diệt tiên luân tử khí. Đồng thời dùng đế hồn đi đụng chạm tịch diệt tiên luân, để cho dạ huyền vui vẻ là. Tịch diệt tiên luân nhận ra dạ huyền đế hồn. Sở dĩ tiếp xúc phi thường thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới. Khi dạ huyền lại lần nữa trưởng khống tịch diệt tiên luân sau cũng là phát hiện tại mình đã không ở hồ băng trong. Mà là chỗ sâu một mảnh mùi hôi thối lan ra trong bóng tối, nhận ra được bản thân tựa hồ bị cái. Dì dị thú cho nuốt trọn, dạ huyền trước tiên liền nghĩ đến tại hồ băng phía dưới con dị thú. Kia, dạ huyền trực tiếp vận dụng tịch diệt tiên luân. Chuẩn bị cho cái kia dị thú đẹp đẽ, không nghĩ tới này dị thú như vậy không qua đánh. Trong chốc lát đem hắn nhổ ra. Cho là, liền có hiện tại một màn, gì? dạ huyền phát hiện chớ chú chi thụ kinh ngạc nói ngươi làm sao ở chỗ này chớ chú chi thụ liếc một cái tức giận nói ngươi cũng kém chút bị người giết chết dạ huyền rất thô bạo mà nói thả ngươi nương xuân thu đại thí ta đây không phải rất tốt chớ chú chi thụ hừ lạnh nói nghe không hiểu sao kém chút kém chút cũng không phải là thật bị giết chết dạ huyền cười ha ha nói kém một tỷ tám chục triệu trong dị thú lúc này núp ở trên mặt đất, có chút sợ hãi nhìn dạ huyền, chính giữa tế đàn. Nhìn lúc này đang ở đấu võ mồm một người một thụ. Cửu U Minh Phượng Thần sắc cực phi khó coi, người này là ai, lúc này, dạ huyền cũng thấy cửu U Minh Phượng. cau mày nói, chớ chú chi thụ cũng là im miệng không nói, dạ huyền đánh giá cửu U Minh Phượng. Xác định mình quả thật chưa thấy qua người này, cửu U Minh Phượng không để ý đến dạ huyền mà là nhìn về phía chớ chú chi thụ lạnh lùng nói đem ngươi đại nhân gọi tới ta có lời nói với hắn dạ huyền không khỏi nhìn về phía chớ chú chi thụ thần sắc cổ quái nói đại nhân đừng nói với ta ngươi từ lâu khuất phục người khác dạ huyền nhìn chớ chú chi thụ chớ chú chi thụ bất mãn chừng dạ huyền một cái tức giận nói trước chớ nói nhảm theo sau chớ chú chi thụ nhìn về phía cửu u minh phượng lạnh lùng nói bản thân đợi đi hắn không hội kiến ngươi nói xong chớ chú chi thụ nhìn về phía dị thú cành cây nhúc nhích phô thiên cái địa hướng dị thú bao phủ tới gào thét dị thú chỉ có thể phát ra gầm nhẹ cảnh cáo nhưng lúc này nó đã là nỏ mạnh hết đà căn bản không ngăn được chớ chú chi thụ thế không trực tiếp bị những cây đó căn cho quấn chặt lấy ầm theo sau những cây đó căn trực tiếp tạc xuyên hư không không biết đem dị thú đưa về nơi nào, bất quá tại nơi hư không một chỗ khác. Dạ huyền nhận ra được khí tức quen thuộc là tiểu trường sinh, nói cách khác. Hư không một chỗ khác là ở chớ chú vực sâu, dạ huyền như có điều suy nghĩ, đi. Đem dị thú cho đưa đi sau, chớ chú chi thụ khẽ quắt một tiếng. Theo sau mang theo dạ huyền biến mất ầm, mà ở hai người biến mất thời điểm, chính giữa tế đàn cửu u minh phượng lần nữa vẫn không nhúc nhích phẳng phất chết đi trong lúc mơ hồ cũng là có nhất đạo tâm thường u quang nháy mắt liền biến mất ly khai mảnh âm u chi địa dạ huyền nhận ra được thái hư châu cho mình phản hồi dạ huyền trong đầu hồi tưởng cửu u minh phượng rơi vào trầm tư lần nữa hiện thân lúc dạ huyền cùng chớ chú chi thụ đều là xuất hiện ở hồ băng vùng trời dạ huyền đem tịch diệt tiên Luân Thu vào bên trong, nhìn về phía chớ chú chi thụ, cười hít mắt nói, Minh Hữu Có phải hay không nên có một gia dáng giải thích đây? Chớ chú chi thụ sớm có dự liệu, mặt không đổi sắc nói, như ngươi thấy. Cái tên kia chính là tử minh địa rất quái vật đáng sợ một trong, dạ. Huyền cười ha hả nói, một trong, chớ chú chi thụ nói, không sai, dạ. Huyền cười nói, vậy hắn thuộc về thế giới nào, chớ. Chú chi thụ liếc một cái, nhàn nhạt nói. Người không phải là nói nhảm sao, nó tự nhiên thuộc về thế giới này, vân vân. Chớ chú chi thụ nghi ngờ nhìn dạ huyền, ngươi tại sao sẽ sao hỏi, dạ. Huyền trong đầu hiện ra cùng cái người điên nói chuyện, thờ ơ nói, không có gì. Chính là tùy tiện hỏi một chút ta. Chỉ là nhìn cái tên kia giống như không có thụ đến chớ chú chi lực ảnh hưởng. Theo lý mà nói không phải, dù sao cho dù chớ chú vực sâu tồn tại cũng sẽ nhận chớ chú chi lực ảnh hưởng, không phải là ngươi cố ý nhường chứ, dạ. Huyền cười ha hả nói, chớ chú chi thụ lắc đầu nói, như ngươi thấy. Thật ta chớ chú chi lực không làm gì được cái tên kia, dạ. Huyền gật đầu, sau đó nói, sở dĩ nó chính là tử minh địa chúa tể chỗ chấn thủ cái tên kia chứ. Chớ chú chi thụ tức khắc sững sờ, theo sau phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải. Cái tên kia chắc chắn sẽ không cho ngươi thấy, dạ. Huyền trong lòng y nguyên có chút hoài nghi, nghi ngờ nhìn chớ chú chi thụ, nói. Vậy hắn trong miệng đại nhân lại là ai, tử minh địa chúa tể, chớ. Chú chi thụ thở dài, buồn bã nói, coi như, chúng ta nếu là minh hữu Vậy lão hủ liền theo ngươi mở rộng thiên song thuyết lượng thoại cửu. U minh phượng, thật mới là lão hủ chỗ chấn thủ tồn tại. Còn như trong miệng nó đại nhân, căn bản không tồn tại, vị đại nhân kia, đã chết chương 1309, nói chuyện. Vị đại nhân kia, đã chết. Chớ chú chi thụ trên mặt hiện ra một tia bi thống. Một đôi trong đôi mắt già nua vẩn đục. Càng là bắn ra cừu hận hào quang tới, dạ huyền khí sắc trở nên hơi cổ quái, chiếu theo hắn lúc. Trước theo chớ chú chi thụ chỗ ấy nhận được tin tức. Dạ huyền đối tử minh địa thật có rất nhiều suy đoán, nhưng mà chớ chú chi thụ hiện tại mấy câu nói cũng là để cho dạ huyền không thể không lật đổ trước suy đoán cửu u minh phượng cùng con dị thú kia xuất hiện là thật để cho dạ huyền có chút không nghĩ tới trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không thể phỏng đoán này tử minh địa bí mật đúng là cái gì sở dĩ tử minh địa chúa tể cùng ngươi vị đại nhân kia căn bản không có nửa xu quan hệ dạ huyền thần sắc cổ quái nói không sai chớ chú tri thụ gật đầu nói cách khác trừ này cửu u minh phượng ở ngoài tử minh địa chúa tể còn trấn áp một vị khác không biết tồn tại là thế này phải không dạ huyền nhìn chớ chú chi thụ vâng chớ chú chi thụ lần nữa gật đầu dạ huyền rơi vào suy tư nói như thế tại tử minh địa trong trấn áp không biết tồn tại tuyệt không phải chỉ có một không khỏi dạ huyền có liên tưởng đến đạo sơ cổ địa thập đại hiểm quan trong đệ nhất đạo hiểm quan thiên cốt cấm địa trong, liền tồn tại một cái không biết tồn tại. Có khả năng thôn vệ toàn bộ sinh mệnh. Đạo thứ hai hiểm quan lại là đăng lung cổ thú vương. Đồ chơi này sắc sắc thật thật là bị trấn áp tự liền trấn áp vật. Dạ huyền đều tìm kiếm rất rõ ràng, không cổ thành nội tắc không quá bình thường, sau này giống. Như ô nha phần những thứ này hiểm quan trong. Cũng tồn tại tương ứng cổ quái, có là bị trấn áp mà có dường như cũng không phải là như vậy. Trong đầu liên tục thoáng hiện trước kia sông vào huyền hoàng cửu cấm mỗi một bức tranh. Dạ huyền khí sắc dần dần phát sinh một ít biến hóa. Dạ huyền ngẩng đầu nhìn chớ chú chi thụ, nhẹ giọng nói, người vị đại nhân kia. Thì là người nào, chớ chú chi thụ liếc mắt nhìn, thần sắc bi thương, có chút hạ mà nói. Nàng là một vị khoáng tuyệt cổ kim tồn tại, ta cả đời này, lấy vẻ văng, dạ. Huyền hơi hít mắt lại có thể nhìn ra người này cũng không nói lời nào như vậy này chớ chú tri thụ trong miệng đại nhân xem ra ngược lại một vị tuyệt thế tồn tại chỉ là lại này cấp bậc tồn tại là thế nào ngã xuống dạ Huyền có chút ngạc nhiên vẻn vẹn là chớ chú tri thụ cũng rất khó bị giết chết năm đó dạ Huyền làm cướp đi chớ chú tri thụ bản nguyên có thể nói là nhọc lòng cuối cùng cũng suýt nữa bị nhốt lại kết quả là chớ chú chi thụ cũng không có chết, có thể để cho chớ chú chi thụ hầu hạ tồn tại. Nói vậy cũng sẽ không yếu đi nơi nào, nhân vật bậc này. Nhưng cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nghĩ đến đây. Dạ huyền trong lòng khó tránh khỏi nâng lên một chút khói mù, một ngày kia. Hắn nhất định sẽ đi tới táng đế chi chủ phía trước, đi hỏi hỏi những vấn đề kia, báo thù. Cũng là chắc chắn, kia ra hỏa sẽ thoát khốn sao, dạ huyền nghĩ đến vừa mới thái hư châu cho mình phản hồi không khỏi nhìn về phía chớ chú chi thụ hỏi ra trong lòng vấn đề chớ chú chi thụ lắc đầu nói là không có khả năng vừa mới tứ cực u minh trụ ngươi cũng thấy thế gian này vẫn chưa có người nào có thể thoát khỏi tứ cực u minh trụ trấn áp ngươi nếu là không giải khai trong hàm nghĩa vậy lão hù có thể rõ ràng nói cho ngươi biết cái gọi là đại đế sẽ bị trực tiếp đè chết hiểu chưa chớ Chú chỉ thụ lấy một loại cực kỳ bình thường giọng điệu. Nói ra tứ cực u minh trụ kinh khủng đại đế. Đó là cái gì khái niệm nắm giữ một đời thiên mệnh. Chính là thời đại kia khí vận rất nhân vật khủng bố, cũng là vô địch đại danh từ. Tứ cực u minh trụ lại có thể đè chết đại đế. Như vậy thấy rõ, này tứ cực u minh trụ đáng sợ đến cỡ nào. Dạ Huyền híp híp mắt, ngược lại trong lúc mơ hồ có thể đoán được cửu u minh phượng là cái nào cấp bậc tồn tại, bỗng nhiên dừng lại, dạ huyền lại là hỏi, sở dĩ. Người thật xác định cái này là thế giới này, chớ. Chú tri thụ cau mày nói, vừa mới ngươi không phải đã hỏi sao. Người vấn đề này đến là có ý gì, dạ huyền bình tĩnh nói, như ngươi nghe, mặt chữ ý tư, chớ. Chú tri thụ trao mày, nói, kết quả rất trọng yếu, dạ. Huyền hí mắt trên mặt có vẻ ngưng trọng, trọng yếu phi thường, chớ chú tri thụ trầm ngâm chốc lát sau đó nói theo lão hủ giải khai là thế giới này dạ huyền thở dài buồn bã nói nói cách khác liền ngươi cũng không chắc chắn lắm chớ chú tri thụ trầm mặc chốc lát ân có thể nói như vậy dạ huyền không có hỏi lại chớ chú tri thụ chân mày y nguyên nhíu nếu như ngươi biết chút ít cái gì hay là trực tiếp cùng lão hủ nói đi nếu không lão hủ không có cách nào phán đoán cái gì dạ huyền ngẩng đầu nhìn chớ chú chi thụ sau đó là nhìn về phía nơi xa ánh mắt u lãnh người gặp qua một con mắt sao chớ chú chi thụ cau mày một con mắt dạ huyền gật đầu nói đúng một kim sắc thụ nhãn chớ chú chi thụ ngẫm lại trầm ngâm nói chưa thấy qua dạ huyền ngưng tiếng nói nó tại đạo sơ cổ địa với lại theo ta được biết hắn cũng không phải là thế giới này người nói đến chỗ này thế giới thời điểm Dạ Huyền đặc biệt tăng thêm giọng điệu. Chớ chú Tri thụ ý hội Dạ Huyền ý tứ. Hắn mặt hơi biến sắc. Đạo sơ cổ địa có hay không phát sinh biến hóa gì? Dạ Huyền cười ha ha. Biến hóa lớn đi. Đại thời đại mở ra một khắc kia. Đạo sơ cổ địa sợ rằng sẽ hàng lâm thế gian. Đến lúc đó Tử Minh địa đại khái cũng sẽ như vậy. Chớ chú Tri thụ khí sắc kịch liệt biến hóa. Nếu quả thật là như vậy, vậy triệt để xong dạ huyền nhìn về phía chớ chú chi thụ, cười nói, ngươi sợ, chớ. Chú chi thụ không có phủ nhận. Dạ huyền hai tay gối sau ót, nhìn xa phương xa, nhẹ nói, sợ cái gì? Trời sập có một cao đấy vào, cái cao bị đè chết, mới đến phiên chúng ta, chớ. Chú chi thụ im lặng không nói, hắn thật sâu nhìn dạ huyền một cái. Người cũng không thấp nha, dạ huyền từ chối cho ý kiến, ngươi lần này trở về chính chính là vì lấy đi ngươi món đồ kia chứ chớ chú tri thụ có ý riêng không sai dạ huyền cũng không có gạt tịch diệt tiên luân sự tình chớ chú tri thụ hiển nhiên cũng biết nói tiếp lời nói dối ngược lại là sẽ để cho xuất hiện lòng nghi ngờ chớ chú tri thụ nhẹ giọng nói món đồ kia thật không đơn giản sử dụng tốt có lớn tác dụng dạ huyền nhìn chớ chú tri thụ một cái tựa hồ muốn nói Ta mẹ nó lại không phải người ngu, chớ chú chi thụ biết mình lời nói lời thừa." Cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi bây giờ muốn đi đâu, khoảng cách cửa ra xuất hiện còn có. Thời gian nửa tháng, có muốn hay không lão hủ dẫn ngươi đi ra ngoài, dạ?" Huyền hai tay cắm trở về trong túi, lắc đầu nói, "Ta còn phải đi một chuyến chớ chú vực sâu, chớ." Chú chi thụ tiểu ý thu lại, cau mày nói, "Ngươi đi chỗ kia làm chi, nhận ra được chớ chú chi thụ kéo xuống cảnh giác, dạ huyền cười nói, yên tâm. Lần này không mang theo người khác đi. Và lại ta hiện tại cũng không cách nào dẫn người đi, chớ. Chú chi thụ trên dưới nhìn dạ huyền một phen. Có lẽ là xác định dạ huyền nhưng bây giờ thì không phương pháp dẫn người đi. Cho là gật đầu nói, lão hồ tiễn ngươi một đoạn đường, đang. Khi nói chuyện, chớ chú chi thụ dễ cây khẽ động. Tại trong hư không trực tiếp xé ra một kẽ hở tới, ở trên hư không vết nứt một chỗ khác. Truyền đến chớ chú vực sâu khí tức thanh dạ. Huyền cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào hư không vết nứt, người này. Chớ chú chi thụ lắc đầu. Chương 1310. Chớ chú chi thụ xoay người lại ly khai, nhưng cũng không trở về đến đệ nhị trọng chớ chú chi. Địa mà là trở lại mảnh âm u cổ xưa trên thế giới, chớ chú chi thụ nhìn y nguyên nằm ở trên tế. Đàn vẫn không nhúc nhích cửu U Minh Phượng, không nói gì, hắn trốn, chớ. Chú Chi Thụ khàn khàn nói, trong con ngươi có vẻ phẫn hận, nếu như chớ chú Chi Thụ hóa thành. Hình người, lúc này tất nhiên là song quyền nắm chặt. Cực kỳ phẫn nộ, chớ chú Chi Thụ ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, mở miệng nói. Đại nhân, chủ nhân thù, còn có thể báo sao, chớ. Chú Chi Thụ vừa ý vùng hư không đó, hiện ra một đạo thân ảnh tới đó là cả người thanh niên mặc áo xanh hắn sau lưng một thanh kiếm nhìn qua tựa hồ là một tên kiếm tu nếu như lúc này dạ huyền ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì này thanh niên không là người khác đúng là trước dạ huyền tới dò xét tử minh địa thời điểm gặp được người thanh niên kia kiếm tu người này rõ ràng chết trong tay dạ huyền lúc này lại là xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn bị chớ chú chi thụ xưng là đại nhân thanh y kiếm tu ánh mắt yên tĩnh hắn nhìn vẫn không nhúc nhích cửu u minh phượng chậm rãi nói bản thể hắn ở chỗ này liền vĩnh viễn chạy không khỏi tứ cực u minh trụ trấn áp còn như chủ nhân nhà ngươi thù ta tự nhiên sẽ báo ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm là được không cần nhiều lời thanh y kiếm tu ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào chớ chú chi thụ trên thân, lãnh đạm nói. Kia gia hỏa cùng táng đế cựu thổ vị kia có liên quan. Cửu U Minh Phượng dễ nhận thấy không biết điểm này, cho nên mới đem làm là dơm dạ cứu mạng. Ta tin tưởng kia gia hỏa sẽ đi táng đế cựu thổ, đến lúc đó táng đế cựu thổ vị kia. Tự nhiên sẽ xuất thủ đem trấn áp, đến lúc đó, cửu U Minh Phượng hẳn phải chết. Thanh y kiếm tu phảng phất tại nói với chớ chú chi thụ nói nhưng lại phảng phất đang lầm bầm lầu bầu chớ chú chi thụ nghe vậy nội tâm lật lên sóng to gió lớn táng đế cựu thổ vị kia này nguyên lai dạ đế vẫn còn có như vậy một tầng lai lịch khó trách vị đại nhân này sẽ chọn để cho cựu u minh phượng đi theo dạ đế chạy trốn mượn đao giết người một khi cựu u minh phượng đi theo dạ đế đi đến táng đế cựu thổ tất nhiên sẽ bị táng đế cựu thổ vị kia cái thế tồn tại cho trấn áp đến lúc đó bọn họ liền có thể đem cửu u minh phượng bản thể cho giết chết như vậy chủ nhân mối thù lại báo vừa nghĩ tới đây chớ chú tri thụ nội tâm chính là vui sướng không thôi chủ nhân bao nhiêu năm người thù cuối cùng báo không nên quá kích động ta tạm thời còn không rõ ràng lắm người này cùng táng đế cựu thổ vị kia quan hệ và lại lấy hắn thực lực bây giờ không có cách nào đi đến táng đế cựu thổ thanh y kiếm tu nhìn chớ chú chi thụ một cái chậm rãi nói, chớ chú chi thụ thu lại tâm tình. Biết vâng lời nói, vâng, đại nhân, thanh. Y kiếm tu nhàn nhạt nói, ngoài ra, người này tại chớ chú vực sâu làm cái gì? Người cũng không cho phép chen tay vào, hiểu chưa, chớ. Chú chi thụ trong lòng dùng mình, cung kính nói, thuộc hạ hiểu, khi. Chớ chú chi thụ lần nữa nhìn về phía thanh y kiếm tu lúc mới phát hiện đã vị đại nhân này biến mất đối với vị đại nhân này xuất quỷ nhập thần chớ chú chi thụ cũng không kỳ quái bởi vì vị đại nhân này đúng là tử minh địa chân chính chúa tể còn như lúc trước chớ chú chi thụ cùng dạ huyền theo như lời vị đại nhân kia cũng không phải là tử minh địa chúa tể mà là chớ chú chi thụ trước kia chủ nhân người nọ đúng là chết bởi cửu u minh phượng tây đây cũng là cửu u minh phượng tại sao bị trấn áp ở đây Nguyên nhân trọng yếu một trong. Chớ chú chi thụ cuối cùng nhìn lại một cái Cửu U Minh Phượng bản thể. Theo sau lạnh lùng ly khai, hắn tin tưởng tiếp theo trở lại nơi đây thời điểm, chính là Cửu U Minh Phượng từ kỷ. Nói Dạ Huyền tại vượt qua hư không, đi chớ chú vực sâu trên đường. Thần sắc trở nên hơi cổ quái, liên quan tới chớ chú chi thụ nói. Dạ Huyền đương nhiên sẽ không đi tin hoàn toàn, nhưng hắn có thể đoán được đầu kia cửu U Minh Phượng tuyệt đối không đơn giản, trừ cái đó ra. Dạ huyền nhận được Thái Hư Châu phản hồi. Cửu U Minh Phượng thần hồn ẩn núp ở trên hư không bên kia cùng ở bên cạnh hắn, nếu. Quả thật như chớ chú chi thụ chỗ nói này cửu U Minh Phượng thực lực. Này cự ly tử minh địa chúa tể, vẫn có tranh lệch nhất định. Dạ huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà hôm nay cửu U Minh Phượng thần hồn đều đã chạy trốn chớ chú chi thụ cùng tử minh địa chúa tể tại sao một điểm phát hiện cũng không có, bọn họ chấn. Áp cửu U Minh Phượng ít năm như vậy, trừ cái gọi là tứ cực U Minh trụ ở ngoài. Không có khả năng không có cái khác phòng bị biện pháp như vậy duy nhất giải thích chính là bọn họ muốn để cho chạy cửu U Minh Phượng thần hồn, có lẽ cửu U Minh Phượng thần hồn cùng ở bên cạnh hắn. Chuyện này chớ chú chi thụ cùng tử minh địa chúa tể cũng là biết. Thú vị, Dạ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, mặc dù không biết những gia hỏa này đang có ý gì, nhưng này không phải gây trở ngại Dạ Huyền hành động. Chuyến này mục tiêu lớn nhất tịch diệt Tiên Luân đã tới tay, cuối cùng một lần chính là chớ chú vực sâu. ầm sau một khắc Dạ Huyền hàng lâm tại chớ chú vực sâu vô cùng vô tận chớ chú điên cuồng mãnh liệt mà tới. Dạ Huyền bản thân hấp thu chớ chú chi lực dễ nhận thấy có chút không đáng chú ý, bất quá này không làm khó được hắn. Dạ Huyền trực tiếp tế xuất tịch diệt. Tiên Luân nồng nặc tử khí bao quanh Dạ Huyền để cho Dạ Huyền phảng phất người chết. Lần này những thứ kia mãnh liệt tới chớ chú liền đi tư tán. Đây tử minh địa cấm kỵ duy nhất. Một chỗ sơ hở chỉ cần tại là ở bị Nguyên rùa trước chết đi. Như vậy thì sẽ không bị chớ chú ăn mòn, mà nếu như là bị Nguyên rùa đến chết, như vậy thì sẽ bị chớ chú thao túng. Hóa thành không có bản thân ý thức cương thi, dạ huyền ổn định thân hình sau dưới đường đi lẻn ở trên hư không một chỗ khác cửu u minh phượng suy yếu thần hồn co lại thành một đoàn yên lặng nhìn chăm chú vào dạ huyền hành động nội tâm cũng là tại tự định giá chớ chú chi thụ sự tình xem ra người này đại nhân quả thực ra một vài vấn đề bằng không bản tọa như vậy trực tiếp ly khai đối phương sao lại không có phát hiện? Thôi, trước hết mượn tiểu tử này chạy ra này tử minh địa. Đến lúc đó lại tìm cơ hội liên hệ người khác cửu. U Minh Phượng nghĩ như vậy, liền đem bản thân hồn lực áp chế đến thấp nhất. Chỉ có cực yếu ớt một chút, ẩn núp tại trong hư không? Cửu U Minh Phượng tin chắc bây giờ không có người nhận ra được hắn, chỉ cần ra tử minh địa. Như vậy toàn bộ hành động cũng sẽ thông thuận rất nhiều quỷ. Sơn kia ra hỏa không biết hoàn hành được không? cửu u minh phượng nghĩ đến thủ hạ mình, đầu kia bốn chân như chân, tương tự mãnh hổ. Mặt như ác quỷ giữ tận cự thú, di cửu. U minh phượng chợt phát hiện cái gì, chỉ thấy lúc này, dạ huyền thi triển đế hôn. Đang tìm kiếm lấy cái tồn tại, một hồi nữa, dạ huyền nhãn tỉnh sáng lên. Nhanh chóng kéo vào một cái hướng khác, nơi đây chính là chớ chú vực sâu. Tại bốn phía trên vách đá dựng đứng có giữ tợn nhô ra, tại nơi là bén nhọn trên tảng đá màu đen. Thậm chí có thể thấy một ít nhìn thấy mà giật mình thi thể, mà dạ huyền kéo vào phương hướng. Nơi đó có lấy một cái có thể dung thân tiểu bình thai, tại nơi tiểu trên bình đài. Đang có một dị thú co giúp ở chỗ ấy, hấp hối. Chương 1311, gào thét, còn là quỷ sơn dị thú, tại nhận ra được dạ huyền tiếp cận sau. Mạnh như hắn chống thân thể, đối dạ huyền phát ra gầm nhẹ tựa hồ đang cảnh cáo dạ huyền đừng tiếp cận, chẳng biết tại sao. Này dị thú thực lực kinh khủng không có biên. Nhưng dường như lại cũng không nói, lại hoặc là nói. Không có nhân tộc ngôn ngữ, dạ huyền nhìn xa xa dị thú. Không khỏi có chút kinh ngạc, hắn sử dụng tịch diệt tiên luân đem tử khí bao trùm bản thân. Thậm chí có thể tất qua tử minh địa chớ chú. Tự nhiên cũng có thể tránh khỏi người khác cảm nhận, này dị thú lại có thể thoáng cái liền nhận ra được hắn tồn tại, bất quá nghĩ lại, Dạ Huyền chính là tìm được vấn đề chỗ ở, cũng không phải là dị thú có khả năng coi nhẹ tịch. Diệt Tiên Luân chỗ phóng thích tử khí, mà là bởi vì hắn bên cạnh đi theo một cái theo đuôi, nói vậy tại vừa mới. Là theo thí trùng nguyên nhân, mới để cho dị thú biết hắn tồn tại. Dạ Huyền hiểu ý cười một tiếng, cũng không có né tránh, trực tiếp hướng dị thú bay đi, cáo thét, dị thú gầm nhẹ, cảnh cao ý tứ hàm xúc đầy đủ, gào xong sau. Dị thú cũng là ngã tại trên bình đài. Muốn đứng lên đều cố hết sức, nhìn lại trước bị dạ huyền dằn vặt một trận. Tại cộng thêm chớ chú chi thụ xuất thủ, đã làm cho bị thương nặng. Lúc này đã nỏ mạnh hết đà, dị thú nhìn cái này đáng hận ra hỏa liên tục tiếp cận. Nhưng lại không thể làm gì, có vẻ hơi nôn nóng, nhưng chốc lát, dị thú lại là an tĩnh lại nằm dạp trên mặt đất tràn đầy tàn bạo trong ánh mắt y nguyên mang theo vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm dạ huyền đợi cho dạ huyền hàng lâm đến cái kia nhô ra trên bình đài dị thú thân thể lui về phía sau rất nhiều nhìn chằm chằm vào dạ huyền dạ huyền nhìn này dị thú cau mày nói thật đúng là không phải bình thường xấu phía trước này dị thú mặt như ác quỷ hình thể cũng hết sức quỷ dị tại vạn cổ tới nay Dạ huyền gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái mà dị thú, nhưng không thể không nói. Trước mặt này dị thú, là thật xấu hiếm lạ. Gào thét, nguyên bổn đã là an tĩnh lại dị thú. Lúc này nghe được dạ huyền lời nói này sau, cũng là lại gầm nhẹ một tiếng. Tự hồ nghe hiểu dạ huyền nói, dạ huyền nhìn về phía dị thú, cười ha hả nói, ta liền nói. Cho dù ngươi sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ, nhưng tối thiểu vẫn có thể nghe hiểu, dị thú nhìn dạ huyền rất muốn đem người này cho trấn áp chỉ là lúc này nó thực lực bản thân bị thương cho dù đối mặt cái này cũng chỉ có trí tôn cảnh loài run dế cũng không có phương pháp làm ra không cần động tác tới bằng không nói nó sớm đã đem này chán ra hỏa giết chết trừ cái đó ra còn có chủ nhân lên tiếng người xấu như vậy ta gọi ngươi xấu thú đi dạ huyền nhìn dị thú chậm rãi nói cũng không lo dị thú quỷ sơn mặt giữ tận tức giận xấu thú, ngươi hẳn nhanh chết chứ, dạ. Huyền đánh giá dị thú quỷ sơn, tuy là người này thực lực rất mạnh. Nhưng đối mặt chớ chú chi thụ thời điểm, dễ nhận thấy kém không ít. Lúc này người bị thương nặng, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lạnh, dị thú quỷ sơn không nói, ta. Cho ngươi cái sống tiếp cơ hội có muốn hay không, dạ. Huyền thình lình lộ ra tiêu ý tới, dị thú quỷ sơn lạnh lùng nhìn dạ huyền. Vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm, đáp ứng hắn, đúng lúc này dị thú quỷ sơn bên tai thình lình vang lên một cái thanh âm nghe được cái này thanh âm dị thú quỷ sơn lộ ra vẻ tôn kính nó ẩn núp rất tốt cúi đầu đối dạ huyền gật đầu nhìn qua giống như người này suy nghĩ một phen cuối cùng quyết định nghe dạ huyền nói dạ huyền làm bộ không có nhìn ra dị thú quỷ sơn trước sau biến hóa chậm rãi nói thần phục với ta dị thú quỷ sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dạ huyền lộ ra giữ tợn sát cơ, dạ huyền ánh mắt yên tĩnh. Nhàn nhạt nhìn dị thú quỷ sơn, đừng nói là lúc này nó. Coi như trước không có bị chớ chú chi thụ trọng thương dị thú quỷ sơn. Dạ huyền cũng sẽ không có nửa điểm sợ, dạ huyền có thể rất tự tin nói một câu. Đồ đạc khác hắn khả năng không nhiều lắm, nhưng chính là bài nhiều. Đáp ứng hắn, lúc này, dị thú quỷ sơn lần nữa nghe được nhà mình chủ nhân thanh âm, dị thú quỷ sơn do dự một chút cuối cùng vẫn tuyển chọn tin tưởng nhà mình chủ nhân theo sau cúi đầu trước dạ huyền cái này đồng ý dạ huyền nhìn dị thú quỷ sơn dường như rất vô cùng kinh ngạc dị thú quỷ sơn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn dạ huyền đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi nếu không phải là chủ nhân mở miệng nó sao lại thần phục với kia ra hỏa dạ huyền nhìn dị thú quỷ sơn lạnh lùng hình dạng cười nhạt một tiếng nói vẻn vẹn chỉ là miệng đồng ý không có bất kỳ sức ràng buộc có thể nói. Dị thú quỷ sơn móng trước tại dưới chân đào đào. Trong mắt có nhất đạo u lãnh hàn mang thoáng hiện tại rán chặt dạ huyền khác một mảnh hư không? Cửu U Minh Phượng thần hồn co lại thành một đoàn, lặng lẽ xem chừng một màn kia. Theo sau lập lại lần nữa nói, đáp ứng hắn, dị. Thú quỷ sơn tức khắc thần sắc dại ra. Dường như không hiểu nhà mình chủ nhân tại sao lại làm ra như vậy tuyển chọn, chỉ là dị thú quỷ sơn vẫn không có bất kỳ phản kháng nó hướng dạ huyền cúi đầu vù vù theo sau dị thú quỷ sơn cái chán độc giác trên hội tụ nhất đạo u ám hào quang hào quang tạo thành một cái u ám hạt châu quả đấm lớn nhỏ bay về phía dạ huyền đồng thời dị thú quỷ sơn lấy một loại cực kỳ cứng nhắc nhân tộc ngôn ngữ mở miệng nói đây ta hồn châu dạ huyền đem hạt châu kia tiếp nhận đế hồn quét một phen liền xác định người này không có nói láo, này bên trong hạt châu. Ẩn chứa dị thú quỷ sơn bản nguyên khí tức một khi này hồn châu hủy hoại. Không dám hứa chắc dị thú quỷ sơn hẳn phải chết. Nhưng kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm, dạ huyền khóe miệng hơi vảnh lên. Thú vị nha, nhìn lại cái kia kêu cửu U Minh Phượng ra hỏa Là thật là muốn cùng định hắn đây, tại dị thú quỷ sơn vô cùng lo sợ dưới. Dạ huyền ném ném trong tay hồn châu, theo sau đem đánh tới cửu tầng chú ấn. Thu hồi bản thân bên trong tiểu thế giới, dị thú quỷ sơn nhìn dạ huyền. Không nói lời nào, dạ huyền đánh giá dị thú quỷ sơn, hít hít mắt, sau đó nói. Ta là người thành thật, ngươi đã thành thật khuất phục. Vậy ta có thể cứu ngươi một mạng, đang. Khi nói chuyện, dạ huyền cong ngón búng ra, một cổ thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực trong nháy mắt bắn ra xông về dị thú quỷ sơn dị thú quỷ sơn vô ý thức liền muốn tránh né nhưng nó lúc này tốc độ cũng không cho phép đồng thời nắm giữ dị thú quỷ sơn hồn châu dạ huyền chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể trấn áp dị thú quỷ sơn bởi vì dị thú quỷ sơn nghe theo cửu u minh phượng nói sở dĩ đàng hoàng đem chính mình bản mạng hồn châu giao cho dạ huyền ầm cái này thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực tiến vào dị thú quỷ sơn bên trong. Lập tức liền bắt đầu ở trong người chạy lên. Đồng thời đã ở khu trừ chớ chú chi thụ lưu tại dị thú quỷ sơn bên trong chớ chú chi lực đối. Với chớ chú chi thụ lực lượng không có ai so dạ huyền càng giải khai. Dù sao hắn chính là đạt được bản nguyên tồn tại, mặt khác chính là. Dạ huyền trước kia có thể trấn áp qua tử minh địa chớ chú chớ nói chi là lúc này chớ chú chi thụ chỗ lưu xuống chớ chú, tại thái sơ hồng mông nguyên thủy. Đạo lực dưới sự trợ giúp, dị thú quỷ sơn tình hình dần dần tốt, điều này làm cho dị thú quỷ. Sơn mình cũng có chút không nghĩ tới, dạ huyền cũng lộ ra mặt chân thành nụ cười. mười 1312, dở mặt. Cảm giác như thế nào, dạ huyền mặt chân thành nụ cười. Nhẹ giọng dò hỏi, dị thú quỷ sơn nhìn về phía dạ huyền ánh mắt có một chút cổ quái, dị thú quỷ sơn dường như không ngờ tới. Dạ huyền dĩ nhiên không có dở trò lừa bịp, mà là trực tiếp giúp hắn khu trừ cái này chớ chú chi lực theo những thứ kia chớ chú chi lực. Liên tục tiêu tán, dị thú quỷ sơn cảm giác được thực lực mình đang không ngừng khôi phục có. Thể khôi phục liền rất tốt, dù sao ta cũng không muốn một đầu vô dụng dị thú, dạ. Huyền cười ha hả nói, lời nói này tức khắc để cho dị thú quỷ sơn đối dạ huyền sinh ra vẻ hào cảm trong nháy mắt tan giả dị thú quỷ sơn im lặng không lên tiếng huy động bản thân lực lượng theo thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực ở trong người chạy lên dạ huyền thấy một màn kia không nói gì nụ cười càng chân thành xua tan chớ chú chi lực phảng phất có rất nhiều tỉ như vận dụng tứ đại tiên bảo lực lượng hoặc giả sử dụng đại tiết dưỡng kiếm hồ đem trực tiếp chảm diệt nhưng dạ huyền hết lần này tới lần khác sử dụng thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực tương đối mà nói phương pháp này là chậm nhất dạ huyền lại đi một cái thăm dò đến trước mắt nhìn lại cái này thăm dò đều phù hợp dạ huyền suy đoán lúc này chính là muốn cùng dị thú quỷ sơn khôi phục thời gian chậm rãi trôi qua trong chớp mắt ba ngày đi qua ở trong quá trình này dạ huyền đôi khi liền cùng dị thú quỷ sơn nói bất quá dị thú quỷ sơn đều là hờ hững dường như cũng căn bản chẳng quan tâm bản thân bản mạng hồn châu vẫn còn ở dạ huyền trên tay, ba ngày. Thời gian, dị thú quỷ sơn bên trong chớ chú chi lực đã chấn áp hơn phân nửa. Hôm nay thực lực đã là có thể phát huy ra sáu thành rưỡi trên dưới. Cái này khí tức kinh khủng, tại bốn phía liên tục lượn lờ, nếu không phải chủ động áp chế. Chỉ sợ nó hiện tại thân xác đã vừa được mấy ngàn trượng dị thú quỷ sơn tại khôi phục trong quá, trình phát hiện tên thiếu niên nhân tộc kia đánh vào trong cơ thể mình cổ lực lượng kia dường. như đã hao tổn không lúc này dường như đều do nó bản thân lực lượng tại khu trừ chớ chú chi lực tiếp tục như vậy chỉ cần chưa tới hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục lại dị thú quỷ sơn mở hai mắt ra nhìn lúc này đang tĩnh tọa tu luyện hắc bào thiếu niên lạnh lẽo trong con ngươi ẩn có sát cơ hiện lên kia ra hỏa xuất hiện phá hoại chủ nhân tính toán còn muốn hắn chịu đủ hủy hoại đối với kia gia hòa nó không có nửa phần hảo cảm có thể nói khôi phục lại sao lúc này dạ huyền không có dấu hiệu nào mở miệng theo sau mở hai mắt ra dị thú quỷ sơn lấy ra tầm mắt lắc đầu nữa giúp người một tay dạ huyền giơ tay lên bất quá lúc này dị thú quỷ sơn cũng là chợt né tránh dạ huyền thả tay xuống cười nói làm sao vẫn là không muốn tin tưởng chủ nhân nhà ngươi dị thú quỷ sơn nhìn chằm chằm dạ huyền trong con ngươi sát cơ khó có thể che đậy dạ huyền thu lại tiếu ý nhàn nhạt nói hay là nói ngươi nhận ta làm chủ nhân bản thân cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền dị thú quỷ sơn y nguyên không nói ngu xuẩn hắn bây giờ là ngươi chủ nhân ngươi đang làm gì khác một mảnh hư không xuống cửu u minh phượng thần hồn lạnh giọng nói dị thú quỷ sơn thân thể run lên theo sau hướng dạ huyền cúi đầu lộ ra rất ngoan ngoãn dạ huyền thấy một màn kia triệt để xác định suy nghĩ trong lòng có ý tứ nha có ý tứ dạ huyền khóe miệng hơi vểnh lên ánh mắt nghiền ngẫm hơi chuyển động ý nghĩ một chút dị thú quỷ sơn bản mạng hồn châu xuất hiện ở trong tay dị thú quỷ sơn cảm ứng được bản thân bản mạng hồn châu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía dạ huyền dạ huyền nhìn dị thú quỷ sơn bản mạng hồn châu tự nhủ nói mặc dù có chút đáng tiếc nhưng so sánh với đề thăng thực lực mình mà nói không tính là cái gì đáng tiếc ầm um, trong sát na dạ huyền đế hồn đột nhiên khẽ động bộc phát ra thôn thiên vệ địa khả năng trực tiếp đem dị thú quỷ sơn bản mạng hồn châu trong hồn lực điên cuồng cắn nuốt hết cao này, dị thú quỷ sơn thình lình phát sinh kinh thiên kêu thảm, dạ huyền dưới chân bình. Thai trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Trung quanh vách đá cũng bị chấn ra một cái thật lớn hố, ầm. Nhưng cùng lúc đó, tại dạ huyền bên cạnh, thình lình xuất hiện tại một cái cả người vòng quanh hỗn độn chi khí thân ảnh. Bước ra một bước, trong nháy mắt giá lâm tại dị thú quỷ sơn trên thân. Đem hung hăng trấn áp, để cho không cách nào dãy ruộng, gào thét dị thú quỷ sơn rơi vào điên cuồng trạng thái nhưng bị đế thi trấn áp chỉ có thể cảm ứng bản thân hồn lực đang không ngừng hút ra cái loại này cảm giác tuyệt vọng thậm chí so với trước còn hơn tại khác một mảnh hư không dưới cửu u minh phượng cũng bị dạ huyền chợt như tới cử động cho kinh động đến người này muốn làm gì cửu u minh phượng trong con ngươi bắn ra hai đạo u lãnh hào quang hắn để cho quỷ sơn thần phục với Người này cũng không phải là để cho người này giết quỷ sơn. Không đúng. Nhưng sau một khắc cửu U Minh Phượng lại là tỉnh táo lại tỉ mỉ phân tích một phen. Luôn cảm giác này trong có bẫy. Chẳng lẽ nói người này nhận ra được bản tọa tồn tại cửu. U Minh Phượng nghĩ đến một cái khả năng. Điều này làm cho hắn có chút ngưng trọng. Nếu là đối phương biết hắn tồn tại thật có khả năng mượn quỷ sơn tính mệnh. Đến bức hắn hiện thân vừa nghĩ tới bản thân vừa mới chuẩn bị vào quỷ sơn bên trong cửu u minh phượng liền có loại cả người phát lạnh cảm giác người này không có tham gia trước kia chiến đấu bản tọa cũng chưa từng thấy qua hắn nếu như lần sau chiến đấu bạo phát người này tuyệt đối là một mối họa lớn cửu u minh phượng âm thầm trầm tư cuối cùng cửu u minh phượng làm ra quyết định tạm thời trước không ra mặt bằng không một khi hắn bại lộ bên ngoài vậy triệt để xong, dị thú quỷ sơn còn không biết. Mình đã bị nhà mình chủ nhân bị ném bỏ, lúc này còn chờ đợi nhà mình chủ nhân xuất hiện tới cứu. Mình, ủng ủng, lúc này, dạ huyền đế hồn liên tục hút ra lấy dị thú quỷ sơn hồn lực bởi bản mạng. Hồn châu tại dạ huyền trên tay. Dị thú quỷ sơn căn bản không có phương pháp ngăn trở dạ huyền, dạ huyền đế hồn bản thân liền vô. Cùng kinh khủng, kèm theo thu nhận này quỷ sơn hồn lực, đế hồn tốc độ khôi phục có thể nói là một đường tăng vọt sau lưng dạ huyền một cái đế ảnh như ẩn như hiện nửa ẩn vào trong bóng tối mang làm cho người ta vô hạn áp lực vẫn là không ra được sao dạ huyền khẽ nhíu mày trong lòng thầm nhũ xem ra tạm thời thì không phương pháp bức người này hiện thân nếu như đối phương đích thực không muốn hiện thân nói hắn cũng chỉ có thể vận dụng thái hư châu đến bức đối phương hiện thân bất quá biện pháp này không đến cuối cùng dạ huyền cũng không tính dùng bởi vì dạ huyền cần theo cửu u minh phượng trong miệng hiểu được nhiều hơn tin tức đối phương chủ động hiện thân nói tự nhiên tốt hơn hiện tại xem ra đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nhớ tới ở đây dạ huyền không có do dự nữa một lần đánh đem dị thú quỷ sơn hồn lực toàn bộ rút sạch dị thú quỷ sơn mềm oạt ngã xuống đất tại đó ánh mắt tan giả triệt để chết đi bị rút sạch hồn lực cho dù dị thú quỷ sơn thực lực bản thân cường thịnh trở lại cũng không có phương pháp sống lại cửu u minh phượng mắt lạnh nhìn một màn kia không nói gì nhưng mà tại ở sâu trong nội tâm hắn đem dạ huyền trình độ nguy hiểm đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi người này rất không bình thường quả nhiên đề thăng thực lực mình mới là thoải mái nhất dạ huyền hấp thu xong hồn lực cảm thụ được đế hồn nâng cao một bước Ánh mắt trong sơn qua một bơi sạch đế hồn tốc độ khôi phục. Đã vượt qua dạ huyền dự tính, hắn có lòng tin tại thiên đạo trấn áp hoàn toàn mở lại trước. Đem đế hồn lực lượng khôi phục lại đại đế cấp bậc đến lúc đó. Mặc kệ đối phương là loại nào cấp bậc ai tới giết người đó. Chương 1313, hắc khí. Tiêu diệt quỷ sơn, không có thể bức cửu u minh phượng hiện thân, nhưng đối với dạ huyền bản. Thân mà nói, thật cũng không có tổn thất thậm chí để cho đế hồn nâng cao một bước ở trên hư không một chỗ khác. Cửu U Minh Phượng tự nhiên cũng dò xét đến một màn kia, điều này làm cho Cửu U Minh Phượng càng khẳng định trong lòng suy đoán, kia gia hỏa tuyệt đối không dễ chọc. Hắn không phải là trước kia trận chiến ấy người kia chuyển thế đi. Cửu U Minh Phượng trong lòng âm thầm cục cục cảnh giác càng sâu, Dạ Huyền cũng không biết. Bản thân cử động, trong lúc mơ hồ sợ hãi Cửu U Minh Phượng để cho không dám hành động thiếu suy nghĩ, Dạ Huyền phất tay một cái. Đế thi biến mất theo sau, Dạ Huyền phi thân hướng chớ chú vực sâu chỗ sâu rơi đi ầm ầm. Tại chỗ nổ lên một đám mây sương mù. Dạ Huyền thân ảnh biến mất không thấy, kèm theo hai bên phong cảnh đang không ngừng lùi lại. Dạ Huyền liên tục xâm nhập này tòa vực sâu cũng không ở vào mảnh cổ xưa đại địa trên, mà là tại khác trong một vùng không thời gian, so với Tử Minh chi mộ chớ chú vực sâu cũng là một cái ngoại tộc tương tự không chịu đệ cửu trọng chớ chú chi địa ảnh hưởng cho dù thế sự xoay vần tuế nguyệt lưu truyền chớ chú vực sâu y nguyên sừng sững ở đây tuyên cổ bất biến năm đó tề trường sinh bản thể chính là dạ huyền sau đó mang đi bất quá làm ứng đối tử minh địa cấm kỵ tại dạ huyền dưới sự yêu cầu tề trường sinh sáng lập một cái phân thân lưu tại tử minh địa trong thay thế chính mình năm đó bởi vì chuyện này dạ huyền bị tử minh địa cấm kỵ chi lực điên cuồng nhằm vào nhưng lúc đó dạ huyền có bộ kia bất tử bất diệt thân xác coi như sẽ gặp chịu một ít khổ sở khó nhưng cũng không thể uy hiếp được hắn cuối cùng dạ huyền đem tề trường sinh cho mang đi nơi này khác một mảnh hư không xuống cửu u minh phượng luôn luôn đi theo dạ huyền đồng thời đã ở lặng lẽ đánh giá chớ chú vực sâu càng là nhìn cửu u minh phượng càng là kinh hãi không phải là cái tên kia sở tại địa phương chứ cửu u minh phượng thần sắc có chút ngưng trọng theo dạ huyền thân ảnh không ngừng rơi xuống bốn phương tám hướng chớ chú chi lực dường như muốn thẩm thấu hư không nhiễm phải đến cửu u minh phượng trên thân may mắn cửu u minh phượng có bí pháp có thể tránh né xuống cổ lực lượng kia tập kích cũng không biết qua bao lâu dạ huyền cuối cùng là hạ xuống dưới vực sâu dạ huyền cảm ứng một phen men theo tề trường sinh lưu lại khí tức một đường đi tới tại chớ chú trong vực sâu dường như cũng không có sinh linh khí tức cho dù cương thi cũng không nhiều thấy vì vậy địa phương đã thuộc về tử minh địa chỗ sâu nhất cơ bản không có người có thể tới cái chỗ này mà có đi tới cái chỗ này người tối thiểu đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại loại này cấp bậc nhân vật tại bị chớ chú trước tiên sẽ rời khỏi nghiêm trọng nói sẽ đi tử minh chi mộ cho mình đào mộ, sở dĩ lưu ở nơi đây bị nguyền rủa người. Ít lại càng ít, phía trước có hắc quang đang lóe lên. Tại đây trong vực sâu lộ ra cực kỳ dễ thấy. Dạ Huyền thân tốc đi tới, đi tới mảnh hắc quang phía trước, đó là một tòa tế đàn cổ xưa. Một cái hắc khí lượn lờ bóng người ngồi xếp bằng ở lên, không là người khác. Đúng là Tề Trường Sinh phân thân, thủ lĩnh Cảm. Ứng được Dạ Huyền đến, Tề Trường Sinh đứng dậy hành lễ, Dạ Huyền khẽ vuốt cằm ánh mắt rơi vào trên tế đàn nói như thế nào đây tề trường sinh lắc đầu nói không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dạ huyền nói vậy thì tốt theo sau dạ huyền bắt đầu quét mắt tòa kia tế đàn cổ xưa ở trên hư không một chỗ khác cửu u minh phượng đã ở quét mắt tế đàn cổ xưa thấy tế đàn sau cửu u minh phượng trong lòng liền nghĩ như vậy nơi đây thực sự là trấn áp cái tên kia địa phương cửu U Minh Phượng ánh mắt trở nên hơi phức tạp, hắn muốn làm gì, lúc này, cửu U Minh Phượng nhìn chăm chú vào dạ huyền tới, dạ huyền nhìn một phen sau. Chủ động đi về phía tế đàn cổ xưa, tề trường sinh tránh người ra, đem vị trí trung tâm nhất nhường lại, dạ huyền đi tới tế đàn vị. Trí trung tâm nhất, ngồi xổm xuống, tay phải năm ngón tay chạm đến tại trên tế đàn. Dường như đang cảm ứng cái gì, điều này làm cho cửu U Minh Phượng càng hiếu kỷ, ấm sau một khắc trên tế đàn đột nhiên có nhất đạo kinh khủng hắc khí phóng lên cao dạ huyền đắm chìm trong kinh khủng kia hắc khí ở giữa hắc khí kia quấn quanh ở dạ huyền trên thân làm cho dạ huyền phảng phất một cái ma đế hàng lâm ánh mắt bễ nghễ cỗ khói đen này nhìn qua cùng tề trường sinh trên thân hắc khí có chút tương tự nhưng hai cái khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt tề trường sinh trên thân hắc khí mang theo nồng nặc tử vong chi khí, mà giờ khắc này cái này hắc khí. Lại phẳng phất thế gian đến cực điểm chi ác tồn tại. Bạo lệ, tuyệt vọng, sợ hãi, hủy diệt, vô cùng tận tiêu cực lực lượng ở trên lượn lờ, dạ huyền chậm rãi đứng dậy. Thân hình theo cái này kinh khủng hắc khí huyền phù tại không trung một đầu tóc đen tung bay. Áo bào bay phất với, cổ lực lượng này, thật mạnh. Cửu U Minh Phượng ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa nhìn lên. Kia ra hỏa tự hồ đang thu nhận cổ lực lượng kia. Tề trường sinh lúc này đã là rời khỏi tế đàn, tại không nơi xa nhìn một màn kia. Trong con ngươi tràn đầy tôn kính. Vẻ cuồng nhiệt tại tề trường sinh kính sợ ánh mắt sùng bái xuống. Tại cửu U Minh Phượng càng ngưng trọng thêm ánh mắt trong. Dạ huyền đem cái này kinh khủng hắc khí liên tục thu nhận, luyện vào bên trong không có ai biết hắc khí kia đại biểu cho cái gì, chỉ có dạ huyền một người lòng biết rõ, đây. Trước kia hắn đến đây từ minh điện cho hiện tại bản thân lưu lại đồ đạc vạn cổ tới nay. Dạ huyền liền một người cô độc, chăm sóc lịch đại tinh thần, mặc dù hiện tại hắn đã trở lại bản thân bản thể. Nhưng có ít thứ, thay đổi chính là thay đổi, có một số việc. Là không như ý muốn, hắn vừa là dạ ra dạ huyền càng là độc hành vạn cổ bất tử dạ đế có một số việc là muốn nhất định làm không vì cái gì khác chỉ vì có một ngày đại kiếp nạn hàng lâm dạ huyền có xoay chuyển tình thế tại đã ngã đỡ cao ốc tri tướng tận lực tính trước vù vù lại là ba ngày đi qua cái này hắc khí bị dạ huyền hấp thu xong dạ huyền thân hình lại lần nữa trở xuống chính giữa tế đàn chậm rãi mở ra hai mắt vốn là giống như vạn cổ trường dạ một đôi con ngươi đen dường như vào giờ khắc này biến phải càng bóng tối, phẳng phất thế gian tối tăm nhất địa phương. Liền giấu ở trong mắt dạ huyền, lâu ngày không gặp cảm giác. Dạ huyền mỉm cười, chúc. Mừng thủ lĩnh tiến thêm một bước, tề trường sinh tiến lên ôm quyền nói, tiểu. Trường sinh, lần này may mắn ngươi, dạ. Huyền nhìn về phía tề trường sinh, vui lòng tán thưởng, đây thuộc hạ hẳn là tề. Trường sinh gãi đầu một cái, cười hắc hắc, vù vù, lúc này tế đàn thình lình sáng lên một trận huyền quang, ngay sau đó chính là có nhất đạo hùng vĩ như. Núi thân ảnh cao ngất lên, mặc quần áo màu đỏ tươi khôi giáp. Đầu cũng bị đắp lên màu đỏ tươi mũ giáp dưới, nó quan sát dạ huyền. Một đôi màu đỏ tươi hai mắt lộ ra âm lãnh chi sắc, quả nhiên là hắn, cửu. U Minh Phượng thấy một màn kia, trong lòng thở dài, cút về tề. Trường sinh thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng quát mắng, to lớn thân ảnh lạnh lùng nhìn về phía tề trường sinh, khàn khàn mở miệng nói. Người bất quá là hắn một cái hóa thân thôi, bản tọa muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, tề. Trường sinh trên mặt mũi có hắc khí quấn quanh, thấy không rõ lắm biểu tình. Chỉ nghe tề trường sinh lạnh lùng nói, vậy ngươi lật bàn tay thử xem, to. Lớn thân ảnh nhìn chăm chăm tề trường sinh. Màu đỏ tươi hai mắt trong nổ bắn ra hai đạo tính thực chất sát cơ. Chương 1314, lời nói khách sáo. Vậy ngươi lật bàn tay thử xem Tề. Trường Sinh này nhàn nhạt một câu nói, dường như làm tức giận to lớn thân ảnh. Lúc này Mãn Hàm sát cơ mà nhìn chằm chằm vào Tề Trường Sinh, suy nghĩ như thế nào đây, lúc. Này, Dạ Huyền chậm rãi mở miệng. Đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí to lớn thân ảnh ánh mắt từ trên người Tề Trường Sinh thu hồi rơi vào dạ huyền trên thân, trên dưới nhìn một phen sau, hừ lạnh nói, người biến yếu. Bản tọa xem thường nói chuyện với ngươi, dạ. Huyền cười nhạt một tiếng, đó chính là không cân nhắc kỹ đúng không, to. Lớn thân ảnh chỉ giữ trầm mặc, dạ huyền hơi hít mắt lại, nhàn nhạt nói. Không cân nhắc kỹ vậy cút về, bớt ở bản đế phía trước diễu võ dương oai, to. Lớn thân ảnh nhất thời nghẹn một cổ tức, lạnh lùng nhìn dạ huyền, cùng lúc đó ở trên hư không một chỗ khác cửu u minh phượng cũng là kinh ngạc không thôi này tình huống gì hai người bọn họ đã sớm biết cửu u minh phượng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng chẳng lẽ cái này kêu dạ huyền ra hỏa căn bản là bọn họ bên cạnh người cái này cũng không đúng rồi cửu u minh phượng nhìn chằm chằm một màn kia không khỏi cửu u minh phượng lặng lẽ phóng xuất ra bản thân một chút khí tức hà to lớn thân ảnh trước tiên nhận ra được, nhìn chăm chăm dạ huyền, có chút mờ mịt. Dường như cũng rơi vào mê hoặc dạ huyền người này phản ứng. Trong lòng không khỏi cười rộ lên, này cửu u minh phượng, quả nhiên ngồi không yên, ngươi. Chấm 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 ngoặc kép, to lớn thân ảnh nhìn dạ huyền, muốn nói cái gì đó, cái. Gì nên nói, cái gì không nên nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Dạ huyền nhàn nhạt nói, to lớn thân ảnh lần nữa im lặng, dường như suy nghĩ tốt, theo sau nó thật sâu nhìn dạ huyền một cái thấp giọng nói không ở dạ huyền bình tĩnh nói ta biết mặc màu đỏ tươi khôi giáp to lớn thân ảnh ngẩn người một chút kinh ngạc nhìn dạ huyền một cái nói sống không ít dạ huyền lần nữa nói ta biết to lớn thân ảnh nhìn dạ huyền không có ở nói tựa hồ đang cau mày một lát sau nó thở dài nói bản tọa biết cũng không nhiều tóm lại cuộc chiến đấu kia cực kỳ vô cùng thê thảm, dạ huyền biểu tình có chút đờ đẫn, nói, từng có người nói. Đế như vũ rơi, to lớn thân ảnh trầm mặc chốc lát, nói. Trận chiến ấy còn xa xa không có kết thúc, khả năng tại một vạn năm sau. Lại hoặc là trăm vạn năm sau, cuối cùng sẽ kéo dài, bất quá. Không ai nói phải chuẩn, to lớn thân ảnh nhìn dạ huyền, chậm rãi nói, ngươi đi đi. Đi tìm đấu thiên tri vương, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào, đấu. Thiên tri vương, đây cũng là ai, dạ huyền thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, dạ huyền cau mày nói, hắn ở đâu, to. Lớn thân ảnh buồn bã nói, người cũng không biết, ta tự nhiên cũng không biết, trong. Lúc nhất thời rơi vào trầm mặc mà ở hư không một chỗ khác cửu u minh phượng. Cũng là có chút kích động, phải phải. Cái này kêu dạ huyền ra hỏa, quả nhiên là người một nhà bất quá cửu u minh phượng vẫn chưa suy nghĩ hiện tại hiện thân cùng ly khai tử minh địa. mới là hiện thân thời điểm to lớn thân ảnh ở trên người tìm kiếm một chút xuất ra một khối chính diện là đen phản diện là trắng ngọc bài đưa cho dạ huyền người đem cái này mang theo tổng hội nhìn thấy hắn dạ huyền cũng là không có đi tiếp mà là cau mày nói ngươi thật không biết hắn ở nơi nào to lớn thân ảnh hừ lạnh một tiếng nói bản tọa luôn luôn bị trấn áp ở đây như thế nào biết được dạ huyền thấy thế biết bộ không ra không cần đồ đạc đến cho là đem ngọc bài thu nhận sau đó nói ngày khác tái kiến to lớn thân ảnh ân một tiếng theo sau lấy nhất đạo khí tức đáp lại cửu u minh phượng cuối cùng lạnh lùng quét tề trường sinh một cái biến mất đợi cho to lớn thân ảnh biến mất không thấy tề trường sinh chuẩn bị cùng dạ huyền nói cái gì đó dạ huyền đế hồn khẽ nhúc nhích truyền âm cho tề trường sinh đừng hỏi tề trường sinh hắc khí dưới hai mắt khẽ hít một cái trong nháy mắt hiểu được cho là im lặng không lên tiếng dạ huyền nắm đen trắng ngọc bài đánh giá cũng không biết vật này là vật gì chế thành sờ lên giống như hư vô đồng dạng không có bất kỳ thật cảm giác đấu thiên chi vương dạ huyền trong lòng nỉ non danh tự này đây là hắn thứ nhất nghe được cái tên này nhưng rất dễ nhận thấy người này tồn tại tuyệt đối không thể coi thường, lần sau đi hỏi một chút lão Sơn hoặc giả cái người điên đi. Nhớ tới ở đây, dạ huyền đem ngọc bài thu vào trong nhẫn chữ vật, dạ huyền nhìn về phía tề. Trường sinh, chậm rãi nói, nói cho tiểu bạch bọn họ, không cần vội và hạ giới. Nhất định phải chờ thiên đạo trần áp kết thúc, hiểu chưa tề. Trường sinh trọng trọng gật đầu, dạ huyền vỗ vỗ tề trường sinh bả vai theo sau xoay người ly khai tề trường sinh nhìn từ từ đi xa dạ huyền hà hốc mồm cuối cùng vẫn không thể nói ra cái gì tới nơi xa dạ huyền cũng không quay đầu lại giơ tay lên phất phất lớn tiếng nói lần sau gặp lại nếu không thì quá lâu tề trường sinh lộ ra tiếu ý hướng dạ huyền bóng lưng khom người thở dài dưới tế đan to lớn thân ảnh thấy một màn kia có chút bất mãn này bất tử dạ đế mặc dù không biết lai lịch nhưng hắn hôm nay đại khái có thể phán đoán là bọn chúng ngươi. Nhưng này trấn áp hắn người, rõ ràng cho thấy thế giới này ngươi. Bất tử dạ đế vì sao còn phải thu vào bộ hạ? Bất quá hắn nếu có thể cứu ra Cửu U Minh Phượng cái tên kia. Nghĩ đến cũng đúng có bản thân tính toán, bản tọa chỉ cần chờ đợi chính là. To lớn thân ảnh trong lòng nói thầm. Chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, Tề Trường Sinh tự nhiên cũng cảm ứng được to lớn thân ảnh. Ngủ say, hắn yên lặng trở lại chính giữa tế đan. Tiếp tục tọa chấn nơi đây, dạ huyền thần tốc ly khai chớ chú vực sâu, sau đó. Chính là chờ đợi cửa ra xuất hiện, ly khai nơi đây. Cùng lúc đó, ở mảnh này cổ xưa đại địa lên, kiếm trần từ cả người kiếm ý ngưng thật. Rất nhiều bước vào kiếm đạo thứ 9 lâu chiều hướng, lúc trước dạ huyền lời nói kia. Để cho kiếm trần tử hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn bắt đầu dò xét bản thân cuối cùng tìm đến bản thân, ở mảnh này cổ xưa đại địa tiến tới đi một phen chưa bao giờ có. Lịch lãm, trận này lịch lãm, để cho kiếm trần tử tìm được một chút cơ hội, hắn có lòng tin. Một khi thiên đạo trấn áp lần nữa buông lỏng, như vậy hắn đem trước tiên bước vào đến đại hiền cảnh, đến lúc đó. Đến lúc đó có thể nhìn xem có thể hay không leo lên huyền hoàng bảng. Cùng những yêu nghiệt kia tỉ đấu một chút không biết dạ huyền huynh bước vào đại hiền cảnh leo lên huyền hoàng bảng sẽ vọt tới cái tầng thứ kia tối thiểu trước mười chực kiếm trần tử không khỏi lại nghĩ đến trước cứu mình một mạng dạ huyền tràn đầy chờ mong vù vù đúng lúc này tại kiếm trần tử phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng tối vòng xoáy bóng tối vòng xoáy trong nháy mắt liền đem kiếm trần tử nuốt mất đồng thời tại chớ chú trên vực sâu không dạ huyền cũng bị nhập đến bóng tối trong vòng xoáy, Dạ Huyền vẫn chưa chống cự, bởi vì hắn biết, đây chính là cửa ra, có thể rời đi đệ cửu trọng chớ chú chi điện tử. Minh địa chúa tể là thời điểm gặp mặt một lần khi trở lại đệ bát trọng chớ chú chi địa, Dạ Huyền mỉm cười, cùng lúc đó, tại Tử Minh địa lối vào, tòa kia bóng tối cửa chính sau bao la trong bóng tối. Thanh y kiếm tu ngồi xếp bằng tại trong hư không, ánh mắt nhìn về phía đệ bát trọng chớ chú chi địa, gặp một lần cũng không sao, thanh. Y kiếm tu ánh mắt yên tĩnh. mười 1315, chạm mặt. Đệ bát trọng chớ chú chi địa, bóng tối vòng xoáy hiện lên, dạ huyền cùng kiếm trần tử đồng thời. Xuất hiện, dạ huynh, thấy dạ huyền, kiếm trần tử tức khắc mừng rỡ không thôi. Chủ động phất tay chào hỏi, dạ huyền thấy là kiếm trần tử, khẽ vuốt cảm đáp lại, dạ. Huynh, vị tiền bối kia đây, kiếm trần tử tới gần dạ huyền nghi ngờ hỏi kiếm trần tử trong miệng tiền bối dĩ nhiên là tề trường sinh hắn có chuyện gì dạ huyền thuận miệng nói thì ra là thế kiếm trần tử lúc này mới yên lòng lại hắn còn tưởng rằng vị tiền bối kia xảy ra chuyện gì đây bất kể nói thế nào dạ huyền cùng vị tiền bối kia đều là hắn ân nhân cứu mạng hắn tự nhiên không muốn thấy hai người xảy ra chuyện dạ huyền không nói gì kiếm trần tử dường như cũng không thích nói nói nhiều hai người không nói một đường đồng hành đối với kiếm trần tử đi theo phía sau cái mông dạ huyền cũng không nói thêm gì lúc này cửa ra xuất hiện có nghĩa là tử minh địa lần này mở ra xem như là kết thúc mà ở vào thời điểm này tử minh địa cửu trọng chớ chú chi địa chớ chú cũng sẽ xuống đến thấp nhất đồng thời tại chớ chú chi địa phần lớn cương thi cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say so với trước mà nói tính nguy hiểm muốn hạ thấp rất nhiều bất quá nếu như cảm thấy lúc này là tìm tìm cơ duyên thời cơ tốt nhất vậy mười phần sai nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất ly khai tử minh địa sẽ vĩnh viễn bị khốn ở tử minh địa sở dĩ trừ một ít kẻ liều mạng không có ai sẽ chọn ở vào thời điểm này đi tìm tìm cơ duyên dạ huyền đem chính mình tốc độ nhắc tới nhanh nhất giống như lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh kiếm trần tử theo sau Lưng, khoảng cách bị liên tục kéo ra, Kiếm Trần Tử có chút ngẩn ra. Theo sau toàn lực đuổi theo, may mắn là Dạ Huyền không có cố ý che đậy khí tức. Kiếm Trần Tử men theo Dạ Huyền khí tức cũng không phải còn như thất lạc. Chấm chấm, tại đệ bát trọng chớ chú chi địa, một mảnh lôi đình bao phủ trong cấm khu, bầu không khí ngưng trọng vật. Này rõ ràng là ta độ tiên môn phát hiện trước, các ngươi có tư cách gì đoạt? lúc này độ tiên môn hai vị thái thượng trưởng lão đều là ánh mắt băng lãnh giống như tức giận cuồng sư chỉ thấy tả vĩnh thanh trong tay có một khối mượt mà màu tím lam đá cuội trong lôi đình hòa hợp lực lượng tinh thuần không gì sánh được đây là giới tu luyện trong cực kỳ hiếm thấy tiếng sấm thạch chính là luyện khí tuyệt hảo tài liệu vạn kim khó cầu giới tu luyện chú trọng chính là tài lữ pháp điện nhất là tu vi càng cao tồn tại càng là có chú trọng này, dù sao tôi luyện thuộc về mình bản mạng chân khí. Điều này cần tiêu hao thật lớn tài lực mà có đồ vật. Cho dù có tài lực cũng không lấy được tay, này tiếng sấm thạch chính là trong một trong, cũng. Đang bởi vì như vậy, khi tả vĩnh thanh cùng phù bạch thạch phát hiện vật này thời điểm. Cao hứng hỏng, nào ngờ, thi thần điện cùng đấu túc cung người cũng coi trọng vật này, thế. Gian bảo vật, hữu duyên giả có đấu túc cung nguyên thánh chân nhân chậm rãi nói. Không sai, thiên, thì thượng nhân cũng là ồn ào lên nói, đánh giám, tả. Vĩnh thanh cái mặt già này tức đến đỏ lên, căm tức nhìn nguyên thánh chân nhân, nói. Người tốt xấu cũng là đấu túc cung trưởng lão. Thế nào như thế không muốn cái mặt già này, nguyên. Thánh chân nhân cười nhạt một tiếng nói, tả huynh nói cũng chớ quá đả thương người nha. Lão phu nói cũng không có sai không phải sao. Người xem nhân ra thi thần điện cũng cảm thấy lão phu nói có lý đây, thiên. Thi thượng nhân đám người ảo ảo gật đầu, hàn ảnh thi hoàng mấy người. Ngược lại không có tham gia trường tranh đấu này trong, các nàng sẽ không đi ngăn trở môn khách. Người đi chuyện này, dù sao tại tu luyện giới trong trốn chỉ là một cái tranh tự, bất kỳ có lợi. Cho mình đồ đạc theo thi thần điện cũng phải tranh một chuyến mới phải câu là nha. Liền có như bây giờ một màn, ở bên cạnh cách đó không xa. Kiều Tân Vũ tự mình tu luyện, cách không xa, kim cương thần tử bị trói tại đó. Thần tình lạnh lùng, mắt lạnh nhìn một màn kia, đông hoang chi lang khoanh tay. Chậm rãi đi tới Kiều Tân Vũ cách đó không xa, cười ha hả nói. Các ngươi người bị người ta khi dễ, người không ra tay, đông. Hoang Chi Lang đã là biết Kiều Tân Vũ chính là độ tiên môn trưởng giáo trí tôn. Cho nên mới có này cái từ này, Kiều Tân Vũ không có mở ra, từ từ mở miệng nói nếu như bất cứ chuyện gì đều phải trưởng giáo xuất thủ. Môn phái này liền không cần phải tồn tại đông. Hoàng Chi Lang nhếch miệng cười nói, nhìn lại ngươi giác ngộ còn rất cao chứ sao, Kiều. Tân Vũ nhàn nhạt nói, thì giống như ngươi bản thân sự tình, ngươi không xử lý tốt. Ngươi hảo ý nghĩ để cho dạ đế giúp ngươi chùi đít sao, đông. Hoàng Chi Lang hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không có việc của mình, ta cả đời này. Cũng sẽ là chủ nhân làm việc kiều tân vũ mở mắt một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua màn tre nhìn về phía đông hoang chi lang một hồi nữa kiều tân vũ đứng dậy đông hoang chi lang cũng là nghiêng đầu nhìn lại mũi khẽ ngửi con mắt đột nhiên sáng ngời hai người hướng cái hướng kia đi tới chỉ còn dư lại kim cương thần tử một người bị trói tại đó trong lòng hùng hùng hổ hổ đừng chờ ta tìm được cơ hội bằng không các ngươi đều phải chết bên kia độ tiên môn thi thần điện đấu túc cùng người vẫn còn ở tranh đoạt tiếng sấm thạch, hưu, một đạo thân ảnh đột nhiên. Tiếp cận, đáp xuống mảnh này trong tầng mây, dạ đế, kiều tân vũ trước tiên bái kiến, chủ. Nhân, đông hoang chi lang cũng là cung kính bái nói, dạ huyền, nguyên. Bản vẫn còn ở tranh đấu ba thế lực lớn, nhìn thấy dạ huyền đến, tức khắc cả kinh. Theo sau đều là an tĩnh lại, tại dạ huyền phía trước. Bọn họ thật đúng là không dám sằng bậy, dạ công tử, mọi người ảo ảo đến đây chào, một hồi tranh đấu liền như vậy có một kết thúc tử. Minh địa sắp đóng, nên đi, dạ huyền nhẹ nói, mọi người nghe vậy ảo ảo mừng rỡ không thôi, mặc. Dù ở chỗ này tu hành làm ít công to, nhưng một mực cái này nhốt. Không có cách nào đi chỗ khác cũng thuộc về thật để cho người ta có chút bực bội. Dù sao bốn phía khắp nơi đều thấy hung hiểm, dưới tình huống như vậy. Bọn họ rất khó an tâm tu luyện, hôm nay nghe được có thể rời đi dĩ nhiên là vui vẻ không gì sánh được chấm chấm dạ huynh chờ ta một chút nơi xa truyền đến kiếm trần tử la lên một hồi nữa kiếm trần tử mới đuổi theo khí sắc hơi trắng bệch hắn cười khổ nói dạ huynh người cũng quá nhanh chứ xin chào chư vị tiền bối kiếm trần tử lại hướng mọi người thở dài nói kiếm trần tử mọi người thấy kiếm trần tử không khỏi kinh ngạc không thôi dường như không hiểu tại sao vị này thiên kiếm thánh địa truyền nhân sẽ cùng sau lưng dạ huyền người này làm sao đã ở nơi xa kim cương thần tử thấy kiếm trần tử cũng là thần sắc cổ quái lúc này kiếm trần tử cũng là phát hiện bị trói tại đó kim cương thần tử tức khắc nhãn tỉnh sáng lên phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng hướng kim cương thần tử đi tới cười nói thật là tấu xảo a à, lại chạm mặt kim Cương Thần Tử khí sắc một đen nghiêng đầu sang chỗ khác. Không để ý tới Kiếm Trần Tử, Kiếm Trần Tử cùng Kim Cương Thần Tử vốn là không hợp nhau. Hiện nay thấy Kim Cương Thần Tử bộ dáng như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cười nhạo cơ hội, này cũng làm Kim Cương Thần Tử giận quá. Chừng, nhưng cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói, thế nào? Người như vậy thiên kiếm thánh địa truyền nhân, cũng cho người khác làm cẩu kiếm. Trần Tử cũng là cười nói, ngươi đang nói cái gì lời thừa. Dạ huynh là ta ân nhân cứu mạng kim. Cương thần tử trong lòng triệt để không thăng bằng, càng xem kiếm Trần Tử càng không vừa mát. Nổi giận mắng, cẩu chính là cẩu, giả trang cái gì, cút cho lão tử xa một chút kiếm. Trần Tử cười ha ha, ta nghĩ ở đâu liền kia, ngược lại ngươi. Hiện tại chỉ có thể cút đi, hai người đối thoại, người khác tự nhiên cũng có thể nghe. Bất quá cũng đứng tại Dạ Huyền phía trước, không có đi lắm miệng, "Dạ công tử." Lúc này, Hàn Ảnh Thi Hoàng nhìn về phía Dạ Huyền. Muốn nói lại thôi, Dạ Huyền khẽ vuốt cằm nói, hắn tại đệ cửu trọng chớ chú chi địa. Nhưng là tại thiên vực, Hàn Ảnh Thi Hoàng nghe vậy. Không khỏi thở phào, nàng thật cũng hiểu rõ. Trước thấy tề trường sinh cũng không phải là bản thể, hiện nay nhận được Dạ Huyền khẳng định. Trả lời, cuối cùng là thở phào, Dạ Huyền không nói nhảm trực tiếp ly khai, đi đường trên đường. Tiểu biểu muội Khương Nhã lại là bắt đầu ở dạ huyền bên tai lại nhảy lên, trong nhiều nhất vấn. Đề chính là liên quan tới dạ huyền mấy năm nay sinh hoạt tình hình, dạ huyền câu được câu không? Đáp trả tiểu biểu muội lại phảng phất không có mệt mỏi. Một mực những lời ấy lấy, dạ huyền đối với lần này cũng không ghét. Tuy là trước nói Khương Nhã lời thừa rất nhiều, nhưng thật dạ huyền hiểu. Đó là bởi vì Khương Nhã từ nội tâm tin tưởng hắn, đem hắn làm biểu ca. Bằng không cũng sẽ không như vậy, bất quá Dạ Huyền trung quy không phải bình thường phát triển. Dạ Huyền, hắn từng vượt qua vạn cổ, tâm tính cùng người thường hoàn toàn bất đồng, Dạ Huyền cũng rất khó biểu hiện ra cái loại này. Cảm giác thân thiết tới, biểu ca, người như vậy tự bế. Là bởi vì từ nhỏ đã không có cô cô chiếu cố nguyên nhân sao, người tốt đáng thương nha, Khương Nhã thình lình nói như vậy, còn mặt đau lòng nhìn dạ huyền. Chấm chấm ngoặc kép, dạ huyền khóe miệng co giật, ngươi là muốn nói, ta từ nhỏ không tình thương của mẹ, hừm. Biểu ca thật đáng thương, Khương Nhã đau lòng nói. Chấm chấm ngoặc kép, dạ huyền, chương 1316, gặp mặt. Vẫn là dạ huyền, cũng không nhịn được muốn dày vò một chút cái này tiểu biểu muội không biết. Nói chuyện thì đứng nói chứ sao, như vậy thiếu đánh làm gì, trước người nói người sống ở hồng hoang điện bái nhập côn lôn khư tu luyện dạ huyền chủ động mở miệng nói sang chuyện khác khương nhã gật đầu nói đúng rồi cha ta là hồng hoang điện trưởng lão mẹ ta cũng là hồng hoang điện trưởng lão gia gia ta là hồng hoang điện lão điện chủ dạ huyền hơi hơi nhan mi nói người không phải khương gia khương nhã liếc một cái tức giận nói nhất định là nha nhưng cha nói chúng ta khương gia là ấn thế trường sinh thế gia cho nên đối với bên ngoài tận lực không muốn nói khương gia sự tình khương nhã lặng lẽ nhìn dạ huyền một cái theo sau trầm ngâm nói ừ biểu ca ngươi đừng hiểu lầm ta không phải nói ngươi là ngoại nhân nhưng dù sao ngươi họ dạ không họ khương khương nhã phát hiện mình nói có chút không đúng cho là trầm mặc dạ huyền tại ngự không phi hành trong cũng không nhịn được quan sát tỉ mỉ một chút nhà mình tiểu biểu muội cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Này cái miệng nhỏ nhắn mẹ nó ngược lại thật có lời nói ác độc tiêm chất, bất quá dưới mắt. Dạ Huyền coi như là đối Khương Nhã thân phận có một đại khái giải khai, sống ở Hồng Hoang Điện. Bái tại Côn Lôn khư, bản thân lại là ấn thế trường sinh thế gia Khương gia người, mỗi một thân phận lấy ra đều có thể để người ta cảm thấy kinh hãi, bất kể là Hồng Hoang Điện vẫn là Côn lôn khư, vậy cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới số một số hai quái vật lớn, chờ nói. Chi là ấn thế trường sinh thế gia khương gia, tại huyền hoàng đại thế giới trong. Trừ huyền hoàng cửu châu trên trên mặt nổi mỗi cái đại đế tiên môn. Còn có rất nhiều ấn thế trường sinh thế gia, như thế nào trường sinh thế gia, cùng đại đế tiên. Môn đồng dạng, đều là xuất qua đại đế gia tộc, như vậy gia tộc cùng bình thường tu luyện thế gia hoàn toàn bất đồng, bởi vì bọn họ có này đại đế huyết mạch. Loại này huyết mạch để cho bọn họ tu hành tốc độ phi thường khủng bố, cái này cũng tạo nên. Trường sinh thế gia tại tu luyện giới kinh người danh tiếng, trước cùng côn lôn khư trưởng lão. Phiền Hồng Sơn trong đối thoại nói tới cố gia. Cũng là trường sinh thế gia một trong, theo dạ huyền bản thân giải khai. Trường sinh thế gia khương gia cùng hồng hoang điện trong vốn là tồn tại rất vững chắc quan hệ loại quan hệ này có thể truy tố đến cực kỳ rất xa thời đại thậm chí khi đó dạ huyền cũng còn chưa đi đến thần thoại thời đại nghe nói hồng hoang điện bản thân liền là trước kia khương gia một đời nào đó truyền nhân sáng chế mục đích chính là lớn mạnh khương gia chỉ bất quá ở phía sau đến hồng hoang điện phát triển dần dần cường đại lên thậm chí trở thành cổ xưa một trong bá chủ coi như như vậy cũng không có nghe nói Hồng Hoang Điện cùng Khương gia gây ra mâu thuẫn gì. Song phương quan hệ luôn luôn bảo trì tương đối thân mật theo Khương Nhã vừa mới trong lời. Nói liền có thể nghe nói đi ra, Khương gia rất nhiều người. Tại Hồng Hoang Điện đều quyền cao chức trọng. Chấm chấm, thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa tháng, đoàn người long đong vất vả mà chạy trở về Đệ Nhị. Trọng chớ chú chi địa, khi nhìn Đệ Nhị trọng chớ chú chi địa một mảnh hỗn độn khương nhã mặt tôn sùng mà nhìn dạ huyền biểu ca người quá lợi hại trước tề trường sinh nói qua với nàng cùng chớ chú chi thụ chiến đấu không là người khác đúng là dạ huyền chẳng ai nghĩ tới trận đại chiến này thật không ngờ kinh khủng lại cứng rắn đem đệ nhị trọng chớ chú chi địa trực tiếp đánh long trời lở đất dạ huyền xa xa liếc mắt nhìn đảo giữa hồ phương hướng hắn cũng không có đi trước cùng chớ chú chi thụ gặp mặt ý tứ hắn đã qua quyết định đi gặp một lần Tử Minh địa chúa tể còn như chớ chú chi thụ. Đã không có tái kiến cần thiết bởi vì hắn biết Chớ chú chi thụ không có nhiều tin tức hơn cung cấp cho hắn, coi như lại cung cấp. Cũng hơn nửa là giả tin tức, không có bất kỳ giá trị tham khảo, chi bằng trực tiếp đi gặp tử. Minh địa chúa tể tới trực tiếp cho là mọi người tiếp tục đi tới cũng không lâu lắm. Mọi người chính là vượt qua đệ nhị trọng chớ chú chi địa đi tới đệ nhất trọng chớ chú chi địa trước vừa tới nơi đây thời điểm đệ nhất trọng chớ chú chi địa mang cho người ta chấn động mãnh liệt nhất bởi vì ở chỗ này người chết là nhiều nhất lúc đó vào tử minh địa người cơ hồ có bảy thành người đều chết ở chỗ này chỉ là này đệ nhất trọng chớ chú chi địa liền ngăn lại phần lớn người lối đi đây chính là huyền hoàng cửu cấm một trong tử minh địa ầm đúng lúc này bàng bạc bóng tối biển rộng đột nhiên nổi lên trước tuần hải dạ xoa lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người giữ tận khổng lồ thân thể cầm trong tay tam xoa kích mang làm cho người ta vô hạn áp lực khổng lồ kia thân thể ngăn lại lối đi một đôi tàn bạo hai mắt nhìn chằm chằm mọi người bất quá lần này cũng là không có ai sợ hãi này tuần hải dạ xoa lúc trước vào nơi đây thời điểm là bởi vì thiên đạo trấn áp ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ mà tiến vào tử minh địa lâu như vậy bọn họ đã là cảm giác được thiên đạo trấn áp phảng phất không tồn tại sở dĩ đại hiền cảnh cường giả có thể ra tay toàn lực đương nhiên sẽ không sợ một cái đại tôn đỉnh phong tần hải dạ xoa hàn ảnh thi hoàng quần áo bạch y phiêu diêu quyển giống như tiên tử hoàn toàn không nhìn ra là tu luyện thi đạo cường giả hàn ảnh thi hoàng bay ra đội ngũ, đối mặt tuần hải dạ xoa gào thét. Nàng giơ tay lên chính là một trường, ầm ầm trong sát na. Tại hàn ảnh thi hoàng phía trước, hiện ra một cái bóng tối đại thủ, bóng tối đại thủ vô biên vô hạn. Hướng tuần hải dạ xoa đột nhiên đánh tới, đông, một tiếng chấn thiên động địa nổ. Tuần hải dạ xoa trực tiếp bị một trưởng vỗ lay động vào đại địa. Không có động tĩnh, một trưởng kia thậm chí ngay cả mang theo này đệ nhất trọng chớ chú chi địa vẫn còn ở hoạt động cương thi toàn bộ bị chấn áp thật mạnh không ít người đều là bị hàn ảnh thi hoàng chiêu thức ấy cho chấn động không nhẹ đây chính là trong truyền thuyết hàn ảnh thi hoàng à xác định hàn ảnh thi hoàng không hổ là trong truyền thuyết cường giả cho dù lúc trước phiền hồng sơn đối mặt hàn ảnh thi hoàng cũng không nhịn được muốn nhượng bộ lui binh này không phải chỉ là thiên đạo chấn áp phía dưới phiền hồng sơn, cho dù thiên đạo trấn áp biến mất. Phiền hồng sơn y nguyên muốn nhượng bộ lui binh, rất nhanh. Mọi người liền mượn cái này cơ hội. Vượt qua đệ nhất trọng chớ chú chi địa, khi lại một lần nữa bước vào bóng tối. Mọi người chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ khẩn trương. Ngược lại có loại trước đó chưa từng có thả lòng, các ngươi đi trước, dạ. Huyền để cho Khương Nhã đi theo Kiều Tân Vũ đám người người muốn làm gì khương nhã cảnh giác nhìn dạ huyền thấp giọng nói người cũng không cho phép vụng trộm đi ta nhất định phải dẫn ngươi đi thấy cô cô dạ huyền giờ khóc giờ cười mau đi đi liền tử minh bình nguyên chờ ta ta đi thấy người trước thấy xong sẽ tới tìm ngươi khương nhã đưa tay phải ra so với ngón út tới dạ huyền kinh ngạc khương nhã chừng dạ huyền một cái kéo lại dạ huyền tay sau đó hai người ngón út móc tại cùng nhau khương nhã nghiêm trang nói ngoéo tay treo cổ một trăm năm không cho phép thay đổi kéo xong câu khương nhã lúc này mới yên tâm đi theo kiều tân vũ ly khai dạ huyền lắc đầu bật cười cái này tiểu biểu muội là thật có chút ý tứ điểm này ngược lại cùng muội muội dạ linh nhi thật giống đợi cho mọi người ly khai dạ huyền một người trong bóng đêm chờ đợi dạ huyền chậm rãi nhắm mắt lại sau đó là mở hai mắt ra ầm từ dạ huyền trong ánh mắt có hai đạo mắt trần có thể thấy huyền quang hiện lên, cùng lúc đó, sau lưng dạ huyền. Có nhất đạo hàng tỷ trượng khoảng cách kinh khủng đế ảnh, chậm rãi nổi lên, đạo kia đế ảnh. Một thân đế bào, chân đạp vũ trụ tinh hải. Nhật nguyệt càn khôn tại bốn phía tẩy rửa, phẳng phất thế gian toàn bộ phép tác. Đều quay chung quanh xoay tròn, dạ huyền thân ảnh chậm rãi bay lên trời, càng lên cao bay. Bóng tối càng dày đặc, dạ huyền không có ngừng nửa mình dưới hình mà là không ngừng lên cao, khi đi tới một cái điểm tới hạn thời điểm, Dạ Huyền mới dừng lại. Đồng thời lấy đế hồn phóng xuất ra chính mình tới ý, hô, bóng tối như gió thổi tán đi, một. Cái cổ xưa đại đạo hiện lên ở Dạ Huyền phía trước, Dạ Huyền đứng ở nơi này đầu mà ở một đầu. Khác tắc đứng ở một vị áo xanh kiếm tu, áo xanh kiếm tu bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, Dạ Huyền. Nhìn áo xanh kiếm tu, thần sắc biến phải cổ quái trong lòng càng là cảm thấy vô cùng quái dị này áo xanh kiếm tu không phải là trước hắn tại tử minh địa bên ngoài giết chết vị kia sao trước cùng chớ chú chi thụ nói chuyện trong dạ huyền liên tục hồi ức suy đoán tử minh địa chúa tể là mình đã từng thấy người kia hắn thậm chí đã là khóa chặt một người khác nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ chết này áo xanh kiếm tu bất quá rất nhanh dạ huyền chính là bình tĩnh lại Hắn đã qua hiểu được Tử Minh Địa Chúa Tể bản thể. Tuyệt không phải này áo xanh kiếm tu, hoặc giả hắn suy nghĩ đến mỗi người. Đều là Tử Minh Địa Chúa Tể, nhưng cùng lúc bọn họ cũng không phải. Bọn họ chỉ là Tử Minh Địa Chúa Tể ý thức chịu tải thể, bao gồm trước mặt vị này áo xanh kiếm tu. Giờ này khác này, tại khác một mảnh hư không dưới. Cửu U Minh Phượng đã là trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, hắn căn bản không dám đối mặt với vị này từ minh địa chúa tể. Chương 1317, nhắn lời. Khi biết dạ huyền mục đích lúc cửu U Minh Phượng rất muốn hiện thân cùng dạ huyền nói chuyện. Nhưng lại sợ mình bị nhận ra được. Sở dĩ chỉ có thể cất giấu mà ở dạ huyền đi vào bóng tối một khắc kia. Cửu U Minh Phượng cũng đã là tuyển chọn chủ động ngủ say. Chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn mình bị nhận ra được chỉ là. Cửu U Minh Phượng Tuyệt không hiểu, vì sao theo chân bọn họ bên cạnh Dạ Huyền sẽ chọn đi gặp mặt Tử Minh Địa Chúa Tể năm đó trong trận chiến ấy, Tử Minh Địa Chúa Tể. Thế nhưng đứng ở bọn hắn mặt đối lập a. À. Đây hết thảy Cửu U Minh Phượng đều không rõ ràng, hắn không nghĩ ra, hắn chỉ có thể cùng ly. Khai Tử Minh Địa, lại đi thăm dò Dạ Huyền, lúc này, áo xanh kiếm tu nhìn Dạ Huyền. Bình tĩnh mở miệng nói, lại gặp mặt Dạ Huyền hít hít mắt chậm rãi nói, nghiêm khắc để tính. Đây mới là chúng ta chân chính về mặt ý nghĩa thứ nhất chạm mặt đúng không, áo. Xanh kiếm tu ngẫm lại, gật gật đầu nói, không sai, dạ. Huyền nói, ngươi cũng không có muốn nói, áo. Xanh kiếm tu mỉm cười, đờ đẫn nói, quả thực không có gì để nói, dạ. Huyền ngưng tiếng nói, ta ngược lại thật ra có chuyện nói cho ngươi, áo. Xanh kiếm tu nói, cứ nói đừng ngại, dạ huyền thở một hơi thật dài ánh mắt bình tĩnh nói có lẽ ta có thể đến giúp các ngươi áo xanh kiếm tu khẽ lắc đầu nói ngươi giúp không được dạ huyền khẽ mỉm cười nói khẳng định như vậy áo xanh kiếm tu đờ đẫn nói bởi vì ngươi căn bản không hiểu dạ huyền thu lại tiếu ý lần nữa đem lão quỷ cành liễu lấy ra nhàn nhạt nói ngươi chắc chắn chứ áo xanh kiếm tu thấy lão quỷ cành liễu hơi sừng sờ Hắn nhìn dạ huyền, sau đó nói, có lẽ có thể nói chuyện, dạ. Huyền lãnh đạm nói, nếu cần, ngươi bản thể là sao không hiện thân, áo. Xanh kiếm tu lắc đầu nói, bất lực, dạ. Huyền chân mày cau lại, ngươi bản thể đang trấn áp, áo. Xanh kiếm tu gật đầu, dạ huyền hiểu, tại nhìn thấy vị này tử minh địa chúa tể thời điểm. Dạ huyền liền có suy đoán như vậy, sở dĩ tử minh địa chúa tể mỗi một lần hiện thân đều không là cùng một người, là bởi vì vị tử minh địa chúa tể đang trấn áp một vị nhân vật đáng sợ. Đưa tới bản thể không có cách nào hiện thân, nguyên nhân chính là như vậy. Tử minh địa chúa tể bản thể mới không cách nào hiện thân, đương nhiên. Cũng không bài trừ tử minh địa chúa tể đối dạ huyền nói dối. Người với hắn, nhận thức bao lâu áo. Xanh kiếm tu nhìn dạ huyền, nhẹ nói, dạ huyền, rất lâu áo xanh kiếm tu trầm ngâm chốc lát sau đó nói hắn có đã nói với ngươi cái gì không dạ huyền hỏi cụ thể chỉ cái gì tỉ như trận chiến ấy dạ huyền lắc đầu nói không có áo xanh kiếm tu có một chút thất vọng bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại hỏi hắn hiện tại ở đâu dạ huyền thật sâu nhìn áo xanh kiếm tu một cái u minh cổ đĩa áo xanh kiếm tu khẽ vuốt cảm kết quả này ngược lại phù hợp hắn suy đoán ngươi vừa mới nói ngươi có thể giúp ta vậy ta làm phiền ngươi đi u minh cổ địa sau cho hắn mang câu liền nói huyền hoàng cửu cấm mở lại sắp đến thù lao là cái gì ngươi tịch diệt tiên luân ô, dạ huyền hơi hít mắt lại tịch diệt tiên luân là không trọn vẹn luôn luôn như vậy nhưng ta có thể khiến nó phục hồi như cụ áo xanh kiếm tu bình tĩnh nói dạ huyền đem tịch diệt tiên luân xuất ra tinh tế cảm ứng một phen, nhưng lại không cách nào nhìn thấu, món. Đồ này đã không chọn vẹn thật lâu, biết hắn là không chọn vẹn người. Lác đác không có mấy áo xanh kiếm tu nhắc nhở, dạ huyền nhẹ nhàng ném đi. Tịch diệt tiên luân bay về phía áo xanh kiếm tu, tịch diệt tiên luân đã bị hắn luyện hóa. Tự nhiên không sợ bị người này cho cướp đi, và lại. Nếu như tử minh địa chúa tể thật muốn tịch diệt tiên luân sớm như vậy liền lấy đi, bởi vì lúc trước dạ huyền tìm được tịch diệt tiên luân thời điểm. Chính là tại tử minh địa đệ cửu trọng chớ chú chi địa, sau dạ huyền lại đem tịch diệt tiên luân. Thả lại tới áo xanh kiếm tu tiếp nhận tịch diệt tiên luân. Đầu ngón tay một điểm, vù vù, tại cổ đạo hai bên bóng tối phẳng phất thụ đến dẫn dắt. Vô cùng vô tận tử khí mãnh liệt tới. Không ngừng dũng mãnh vào đến tịch diệt tiên luân trong, nguyên bản ánh sáng tịch diệt tiên. Luân dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu bổ toàn lên. Dạ Huyền thấy một màn kiếp con người hơi hơi co rụt lại, hắn vẫn cho là đây chính là tịch diệt tiên luân nguyên trạng, không nghĩ tới ánh sáng chỗ chính là tịch diệt tiên luân không chọn vẹn. Tại Dạ Huyền nhìn chăm chú, tịch diệt tiên luân liên tục khôi phục cũng không lâu lắm. Một cái hoàn chỉnh tịch diệt tiên luân liền hiện ra ở trong mắt Dạ Huyền, áo xanh kiếm tu đem tịch diệt tiên luân ném hồi Dạ Huyền trong tay chậm rãi nói được dạ huyền đánh giá tịch diệt tiên luân trong con người hiện ra vẻ kinh ngạc trước thời điểm ngược lại không phát hiện tịch diệt tiên luân không chọn vẹn lúc này một cảm ứng liền biết hiểu lúc trước thật là không chọn vẹn lúc này tịch diệt tiên luân bất kể là theo khí tức ở trên vẫn là chỗ tặng lại cho dạ huyền phản ứng đều chứng nhận tịch diệt tiên luân khôi phục hoàn chỉnh đa tạ dạ huyền đem tịch diệt tiên luân thu hồi, ung quyền nói, áo xanh kiếm tu nhẹ giọng nói. Đây một việc giao dịch, không cần nhiều lời, dạ. Huyền khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Người đối cửu đại tiên bảo rất giải khai, theo. Dạ huyền biết, cửu đại tiên bảo lai lịch phi thường cổ xưa, khó có thể tìm hiểu. Nhưng tử minh địa chúa tể lại có thể đem tịch diệt tiên luân cho tu phục. Đủ để thấy rõ người này đối tiên bảo giải khai vượt xa dạ huyền, áo xanh kiếm tu cười nhạt một tiếng. Cửu đại tiên bảo, thật cũng có thể nói như vậy, chúng nó lai lịch rất đáng sợ. Ngươi không nên cảm thấy ta có thể tu phục tịch diệt tiên luân cũng rất giải khai chúng nó. Trên thực tế ta chỗ có thể tu phục tịch diệt tiên luân. Thuần túy là bởi vì ẩn chứa lực lượng cùng ta tương tự, không? Nói nhiều thừa thảy, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đem lời mang cho vị kia, nói xong áo xanh kiếm tu thân ảnh biến mất không thấy, đồng thời, hắc ám trong cổ đạo. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua, dạ huyền không có dừng lại lâu. Mà là trước tiên ly khai nơi đây, trong lòng. Dạ huyền đã bắt đầu liên tục tính toán, trận này ngắn ngủi gặp mặt. Để cho dạ huyền giải khai không ít thứ, dạ huyền cũng không dám hỏi nhiều, nói nhiều tất nói hớ. Đạo lý hắn phi thường hiểu, nếu như hỏi quá nhiều sẽ bị bại lộ bản thân rất nhiều chưa đủ nhất là đối mặt tử minh địa chúa tể loại này cấp bậc tồn tại nếu để cho cảm giác mình biết không gì hơn cái này đối phương nói không chừng sẽ có hắn ý nghĩ đương nhiên dạ huyền cũng cũng không biết mình bị tử minh địa chúa tể để mắt tới sự tình cho nên tới gặp tử minh địa chúa tể dạ huyền cũng muốn phán đoán một ít suy đoán có chính xác không bất quá theo tử minh địa chúa tề theo như lời ở giữa có thể đoán được huyền hoàng cửu cấm. Quả thực muốn lục tục mở ra, nhưng ở tử minh địa chúa tể trong miệng. Cũng không phải là mở ra, mà là mở lại. Nói cách khác, huyền hoàng cửu cấm, bản thân liền là bị phong ấn tồn tại. Tuy là dạ huyền đã sớm biết huyền hoàng cửu cấm không đơn giản như vậy. Nhưng không nghĩ tới sẽ như thế không đơn giản, có lẽ chỉ có hồi thiên uyên phần địa nhìn thấy lão Sơn sau mới có thể biết nhiều hơn, chỉ là cái lão già đó không quá yêu nói với. Hắn những chuyện này, cái này tương đối bất đắc dĩ, còn như tử minh địa chúa tể để cho hắn. Nhắn lời sự tình, ha ha, còn cần đi u minh cổ địa sao, rời đi trước tử minh địa. Đến lúc đó đi đấu túc cung, để cho thiên cơ lão nhân an bài một cái địa phương an tĩnh. Sử dụng lão quỷ cành liễu cùng lão quỷ liễu thụ đạt thành liên hệ là được biết tin tức vẫn là thiên thiếu chưa cùng tử minh địa chúa tể gọi nhịp tức dạ huyền trong lòng thầm than đích thực gặp mặt tử minh địa chúa tể trước dạ huyền liền muốn vài loại lý do thoái thác đáng tiếc đều vô dụng lên cái tên kia rất đáng sợ tối thiểu mà nói so đạo sơ cổ địa chúa tể bắc giao thần vũ càng đáng sợ hơn bất quá không nhất định dù sao hiện tại bắc giao thần vũ đã đem tất cả mọi chuyện đều nhớ lại thực lực cũng sẽ khôi phục lại đỉnh phong khi đó nàng sẽ là đạo sơ cổ địa chân chính chúa tể mạnh mẽ tự liền lúc trước tột cùng nhất dạ huyền cũng không dám nói có chút phần thắng chỉ bất quá tại hai người trong chiến đấu bác giao thần vũ ra một vài vấn đề cuối cùng vị này đạo sơ cổ địa chúa tể bị dạ huyền lừa dối còn lấy bác giao thần vũ danh tự này mãi đến lần trước dạ huyền đi đến đạo sơ cổ địa bác giao thần vũ mới nhớ lại giữa hai người chiến đấu còn chưa xong đâu, dạ huyền thu hồi tâm tư. Theo hắc ám chi môn đi ra, hắc ám chi môn bên ngoài. Hắc khí rõ ràng lại trở thành nhạt rất nhiều, tại tử minh bình nguyên trên. Kiều tân vũ đám người ở yên lặng chờ đợi dạ huyền đi ra, khi thấy dạ huyền sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người là thở phào, oanh, nhưng ngay lúc này. Tại tử minh bình nguyên vùng trời, đột nhiên xuất hiện một khỏa kinh khủng thần lôi đột nhiên nổ vang, kia khỏa thần lôi, lấy rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa chi thế. Quét ngang toàn bộ tử minh bình nguyên, thậm chí ngay cả mang theo bóng tối ngoài cửa lớn hát. Khí, đều bị đánh tán, dạ huyền tự nhiên cũng bị bao phủ bên trong. mười 1318, địch nhân. ầm ầm tiếng chấn thiên động địa nổ. Ngay sau đó hủy diệt ba động trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng, đất sụt ba nghìn. Thước. Tử minh địa bóng tối cửa chính biến mất nguyên bản năng cái tử minh địa cửa vào mênh. Mông hắc khí cũng vào giờ khắc này biến mất không còn tăm hơi vô tung kia khỏa thần lôi lực. Lượng kinh khủng như vậy trong vòng ngàn dặm hư không yên diệt thành hư vô. Toàn bộ sự vật tất cả đều tiêu tán dầm 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 tại tử minh bình nguyên chú lưu một ít. Tu sĩ cũng bị cái này dư ba cho đánh bay ra ngoài biểu ca ở bên ngoài chờ đợi khương nhã tức khắc sắc mặt tái nhợt từng khỏa giọt nước mắt liên tục lăn xuống mà xuống, cực kỳ bi thương, dạ đế kiều. Tần Vũ cũng là sắc mặt đại biến, là ai? Dám nhằm vào dạ đế, đông. Hoàng trì Lang giơ cánh tay lên, thân hình không ngừng lùi lại, mãnh liệt dư ba. Nhấc lên cuồng bạo cơn lốc thổi đến mức người không mở mắt ra được, vào tử minh địa trong. Còn sống người, toàn bộ đều đã đi tới, dạ huyền là cuối cùng một cái, nhưng dạ huyền đi tới trong nháy mắt liền bị người cho mai phục điều này nói rõ chắc chắn có người ở nhằm vào dạ huyền tình huống gì dư môn phái tu sĩ lúc này cũng là chấn động đến tột đỉnh hám thiên thần lôi đây tuyệt đối là hám thiên thần lôi có đại giáo giáo chủ thất thanh kêu lên xuất từ thiên châu phục lôi thiên hám thiên thần lôi được xưng thần lôi vừa ra đại hiền bị mất mạng nói chung chỉ có tứ đại gia tộc có thể nắm giữ chẳng lẽ là phục lôi thiên người xuất thủ điều đó không có khả năng a à, phục lôi thiên tại phía xa thiên châu tại sao sẽ đột nhiên tới đỉnh châu trong lúc nhất thời tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi phong tỏa nơi đây kiều tân vũ rút ra một đôi hắc thiên đao ánh mắt lạnh như băng nói không có ai đối kiều tân vũ có dị nghị thì thần điện độ tiên môn người là trước tiên hành động lúc trước bị tề trường sinh chỗ thao túng 10 người, cũng là ảo ảo hành động, đông hoang chi lang ánh mắt lạnh lùng. Dám can đảm tìm chủ nhân phiền toái, tự tìm cái chết. Đấu túc cung mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy là bọn họ không quá muốn nghe Kiều Tân Vũ mệnh lệnh. Nhưng là hiểu Kiều Tân Vũ chịu tải hoàng đình, và lại thánh chủ có lệnh. Bọn họ muốn nhất định đi theo dạ huyền hành động, lúc này dạ huyền bị phục kích. Bọn họ nếu là không xuất thủ, chỉ sợ quay về không có cách nào giao nộp phong tỏa nơi đây khẽ cắn môi nguyên thánh chân nhân cũng đi theo hạ lệnh đấu túc cung mọi người cũng hành động rất nhanh mọi người liền hợp lý đem phương viên nghìn vạn dặm hư không đều cho phong tỏa bất kỳ người nào không rời đi kiều tân vũ tay cầm hắc thiên đao giơ tay lên chính là một đao chém ngang ra hám thiên thần lôi chỗ lưu xuống dư ba trong nháy mắt này trực tiếp bị tiêu diệt xuống lưu lại vùng hư không đó trên xuống dường như toàn bộ cũng hóa thành hư vô đất sụt ba nghìn thước tạo thành một cái thật lớn hố không biết còn tưởng rằng nơi này có một tòa vực sâu đây kiều tân vũ thân hình lóe lên liền xông vào đến mảnh hư vô không gian trong tìm dạ huyền thân ảnh giờ này khác này dạ huyền bên cạnh thân có từng cái đạo văn hiện lên những thứ kia đạo văn cổ xưa phức tạp huyền ảo không gì sánh được phảng phất đại đạo cách thức phô triển ra ẩn chứa đại đạo chân lý, từng cái đạo văn vẽ lên, huyền phù tại dạ huyền bên ngoài thân. Tạo thành một tầng nhìn như bạc nhược thực ra cứng rắn không gì sánh được phòng ngự, tại hám. Thiên thần lôi sẽ bạo tạc một khắc trước, dạ huyền cũng đã là nhận ra được. Hắn trực tiếp lấy đạo thể đạo văn. Cứng rắn tiếp tục chống đỡ, được xưng có khả năng giết chết đại hiền hám thiên thần lôi. Dĩ nhiên không đả thương dạ huyền mảy may, ngược lại, trong kinh khủng lôi đình chi lực phần lớn đều bị dạ huyền cho hấp thu hết, mơ hồ thấy rõ, tại dạ huyền bên ngoài thân. Có từng đạo màu tím lam hồ quang xì xì rung động, lúc này dạ huyền. Phảng phất một cái lôi đình chi chủ dáng thế. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dạ huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt trong như có mênh mông cuồng lôi đang lăn lộn, khóe miệng hơi vểnh. Dạ huyền nhẹ giọng lẩm bẩm dũng khí không sai, còn dám tới tìm phiền toái. Dạ đế, lúc này kiều tân vũ nhận ra được dạ huyền khí tức trước tiên lắc mình mà tới thuộc hạ cứu giá chậm trễ thỉnh dạ đế giáng tội kiều tân vũ quỳ một chân trên đất cung kính nói dạ huyền ánh mắt yên tĩnh nhàn nhạt nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi kiều tân vũ quỳ trên mặt đất không nói ngươi đi một chuyến vạn long hồ thông chi bọn họ một tiếng sau ba ngày ta sẽ đích thân tới vạn long hồ dạ Huyền khẽ nuốt chậm thổ, nhưng lại sát cơ lộ, hắn đế hồn từ lâu khôi phục lại để cho người ta. Khó có thể tin trình độ, ở đối phương dẫn bạo hám thiên thần lôi một khắc kia. Dạ huyền liền cảm nhận đến đối phương là ai, đúng là trước tại đệ cửu trọng chớ chú chi địa. Bị dạ huyền kích sát vị lão nhân kia, như dạ huyền suy đoán vậy. Lúc trước vào tử minh địa chỉ là người này phân thân, mà người này bản thể như trước vạn long hồ trong, cho dù lần này vận dụng hám thiên thần lôi. Cũng vẻn vẹn chỉ là sử dụng nhất đạo thần thức cần tuân dạ đế pháp chỉ kiều. Tân Vũ không nói hai lời, cung kính lĩnh mệnh, sau một khác. Kiều Tân Vũ liền biến mất, dạ huyền thân hình lóe lên. Một cái thuấn di xuất hiện tại tử minh bình nguyên trên, phong tư vô song, lúc này. Bởi vì Kiều Tân Vũ hạ lệnh phong tỏa, rất nhiều thế lực cảm thấy rất là không vừa lòng nhưng ngại vì phong tỏa người chính là độ tiên môn thi thần điện đấu túc cung sở dĩ cũng không có ai dám nói thêm cái gì và lại bọn họ cũng không thẹn với lương tâm đương nhiên sẽ không sợ cái gì khi thấy dạ huyền hiện thân lúc bọn họ đều là kinh ngạc không thôi này cũng không có chuyện gì có người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh được sưng có thể giết đại hiền hám thiên thần lôi đều không làm gì được người này không hổ là được xưng giết qua đế tướng yêu nghiệt người này có đại đế phong thái a có cổ xưa trí tôn không nhịn được than thở bên kia khương nhã lúc đầu đều khóc thành lệ người thấy dạ huyền sau có chút mờ mịt dạ huyền không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng biểu ca khương nhã thoáng cái liền xông về dạ huyền đáng tiếc lại bị dạ huyền giơ tay lên kê vào đầu không có cách nào ôm đến dạ huyền dạ huyền nói làm gì Khương Nhã u oán nói, biểu ca ta lo lắng như vậy ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy ghét bỏ ta, ngươi thấy ta vì ngươi chảy nước mắt sao, ngươi. Cái bại hoại, Khương Nhã chỉ mình trên mặt chưa khô nước mắt vậy. Nói rõ ngươi căn bản không tin tưởng ta, dạ huyền chậm rãi nói, dạ. Huynh, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, kiếm. Trần Từ cũng là đi tới trước, lộ ra nụ cười tới, vừa mới hắn cũng là bị hù dọa, không ngờ lại có hám thiên thần lôi xuất hiện may mắn dạ huyền không ngại càng xa xăm bị ném xuống đất kim cương thần tử thấy dạ huyền đi ra cũng là căm giận không thôi người này mệnh làm sao lớn như vậy này cũng không có chết kim cương thần tử trong lòng cái kia tức a à, tuy là sự tình không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn vẫn là muốn thấy được dạ huyền chết ở thần lôi bạo tạc ở giữa chỉ tiếc không có thể thấy chủ nhân dạ huyền hiện thân đông hoang chi lang đám người tự nhiên không có tái phong tỏa ào ào đi tới dạ huyền phía trước công tử là ai người xuất thủ độ tiên môn phù bạch thạch ngưng trọng nói mọi người cũng đều là nhìn dạ huyền dạ huyền cười nhạt một tiếng nói ba ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ hiểu ba ngày sau mọi người hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao bất quá nhìn lại dạ công tử là biết đối phương là ai rồi, điều này làm cho mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên, đúng là ai đó, về. Trước đấu túc cung, dạ huyền nói. mười 1319, tái kiến. Dạ huyền cuối cùng cũng không nói ra địch nhân là ai, điều này làm cho tất cả mọi người là to Mò không thôi, ảo ảo chờ mong ba ngày sau, hàn ảnh thi hoàng đám người cùng dạ huyền cáo biệt. Nói chỉ cần dạ công tử một tiếng phân phó, bất kỳ cái gì chuyện đều sẽ không cự tuyệt, độ tiên môn cũng nói tương tự nói, mọi người đến. Đây phân biệt, đông hoang chi lang đem kim cương thần tử mang theo. Khương Nhã cùng sau lưng dạ huyền, đoàn người hồi đấu túc cung đi, rất nhanh. Tử Minh địa đóng tin tức truyền đi, tại tử Minh bình nguyên phát sinh trận kia ngoài ý muốn. Cũng bị người nói chuyện say xưa, chỉ có vạn long hồ. Lúc này sợ mất mật kiều tân vũ đích thân tới vạn long hồ, cố nén trong lòng sát ý. Đem dạ đế lời nói mang tới, theo sau liền rời đi, Vạn Long Hồ giáo chủ lúc này là hoảng phải. Không được, mời ra nhà mình lão tổ. Thương nghị như thế nào đối phó dạ huyền sự tình, này lại không nói, dạ huyền trở lại đấu túc, Cùng sau, liền để cho Thiên Cơ lão tổ an bài một tòa không người làm phiền địa phương, đối với Vạn Long Hồ việc, dạ huyền không có quá để ở trong lòng, tự tìm cái chết người. Dạ Huyền cam tâm tình nguyện ban cho hắn một mảnh nhân từ, đây một mảnh hàn băng huyệt động, xem như là một tòa tiểu bí cảnh có thiên cơ lão nhân mệnh lệnh tại. Tự nhiên không người nào dám đến quấy giày Dạ Huyền vào nơi đây sau. Dạ Huyền liền đem lão quỷ cành liễu cho lấy ra, hắn cần liên lạc một chút lão quỷ liễu thụ. Dạ Huyền thử đem đế hồn vào trong, cầu thông lấy tại phía xa u quỷ đại thế giới u minh cổ địa lão quỷ liễu thụ người này lại muốn làm gì cửu u minh phượng mới từ trong ngủ say tỉnh lại thấy dạ huyền hành động không khỏi nghi hoặc nhưng một hồi nữa cửu u minh phượng cũng là cảm thụ được trước đó chưa từng có nguy cơ đánh tới làm sao có thể cửu u minh phượng quá sợ hãi không nói hai lời lại là lâm vào ngủ say ở giữa cùng lúc đó có khói đen che phủ lấy cả tòa hàn băng huyệt động dạ huyền cũng bị khói đen che phủ trong dạ huyền chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía trước chỉ thấy ở phía trước trong hắc vụ chậm rãi hiện ra một cái mơ hồ mặt người này toàn bộ đấu túc cung lục tinh cung đều nhỏ bé run rẩy đấu túc cung tất cả mọi người bị kinh động chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là kinh hãi không thôi chẳng lẽ có người công kích đấu túc cung nhưng không đúng rồi qua nhiều năm như vậy trừ dạ huyền ở ngoài không người nào dám công kích đấu túc cung chỉ là có dạ huyền tiền lệ này tại đấu túc cung mọi người không dám khinh thường ào ào hành động nhưng lúc này thiên cơ lão tổ cũng là hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh không cần để ý người khác không rõ ràng lắm nhưng thiên cơ lão tổ cũng là rất rõ ràng chuyện này hơn phân nửa là bởi vì dạ đế dẫn tới dạ đế có lệnh không nên quấy nhiễu hắn nếu như đấu túc cung người sằng bậy đến lúc đó làm phiền đến dạ đế đây chính là tội lớn, mặc dù hắn bây giờ là nam đấu lục mạch thiên cơ nhất mạch chấp trưởng giả. Nhưng mà đây hết thảy đều là bởi vì dạ đế, không có dạ đế. Hắn chẳng là cái thá gì, cuối cùng, tại thiên cơ lão tổ ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người là ổn xuống tới, may mắn là. Trận này rung động chẳng được bao lâu liền biến mất để cho người ta yên lòng, mà ở Hàn Băng. Trong huyệt động, bất kể là dạ huyền, vẫn là lão quỷ liễu thụ đều không rõ ràng bên ngoài sao động, coi như biết, hai người cũng sẽ không để ý. Người tìm ta, một cái hư vô mờ mịt thanh âm chậm rãi vang lên, dạ huyền khẽ vuốt cảm. Ngừng tiếng nói, tử minh địa chúa tể ngươi biết không được, mơ. Hồ mặt người chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn là hư vô mờ mịt, ngươi đi tử minh địa, dạ. Huyền gật đầu nói, mới ra đến, ta và kia gia hòa đã gặp mặt. Hắn để cho ta mang cho ngươi câu, mơ hồ mặt người hiển hóa, không là người khác, đúng là lão quỷ liễu thụ, huyền. Hoàng cửu cấm mở lại sắp tới, dạ huyền đem tử minh địa chúa tể nói y nguyên nói ra, lão quỷ. Liễu thụ không nói, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, chuyện này ta đã biết, dạ. Huyền nhìn lão quỷ liễu thụ, cau mày nói, người nói như thế nào, lão. Quỷ liễu thụ chậm rãi nói, chờ, dạ. Huyền giãn ra chân mày, cái chữ này hắn cũng thường nói, nói cách khác cơ hội chưa tới lão quỷ liễu thụ nhìn dạ huyền một cái chậm rãi nói kia gia hòa tại tính toán ngươi kia gia hòa là ai dĩ nhiên là tử minh địa chúa tể dạ huyền gật đầu cửu u minh phượng sự tình đúng không ta biết nói đến chuyện này ta ngược lại thật ra có vấn đề muốn hỏi ngươi dạ huyền nhìn lão quỷ liễu thụ ngừng tiếng nói này cửu u minh phượng hẳn là không phải chớ chú tri thụ chỗ trấn áp người đi chớ chú chi thụ trước kia người sau lưng là ai, lão. Quỷ liễu thụ nhìn dạ huyền một cái, ngược lại không có dấu giếm, chậm rãi nói. Cái này có một chút đặc thù, thực lực mặc dù không như thế nào. Nhưng rất khó giết chết, tại cộng thêm quỷ kế đa đoan. Năm xưa đem chớ chú chi thụ chủ nhân giết chết, mà vị kia tiên vương. Đúng là tử minh địa chúa tể chỗ mến mộ người, ngươi. Biết hắn tại sao lại để cho cửu U Minh Phượng đi theo ngươi đi ra sao, lão. Quỷ liễu thụ hỏi, dạ huyền mày nhăn lại đến. Đàng hoàng lắc đầu, nghe lão quỷ liễu thụ cái từ này. Cửu U Minh Phượng với hắn không có bất cứ quan hệ gì mới đúng. Tại sao lại để cho cửu U Minh Phượng đi theo hắn đi ra táng đế chi chủ? Lão quỷ liễu thụ nhàn nhạt nói, trong nháy mắt. Dạ huyền trái tim có một cổ sát ý bao phủ, dạ huyền hí mắt nhìn lão quỷ liễu thụ. trầm giọng nói, tử minh địa chúa tể cùng táng đế chi chủ có chút liên hệ, lão quỷ liễu thụ lắc đầu nói, không. Tử minh địa chúa tể bản thân là có khả năng giết chết cửu U Minh Phượng. Nhưng bởi vì hắn bản thân cần trấn áp khác tồn tại. Sở dĩ không có cách nào giết chết cửu U Minh Phượng. Hắn biết ngươi cùng táng đế chi chủ có liên hệ, cảm thấy ngươi sẽ đi táng đế cựu thổ. Cho là muốn mượn táng đế chi chủ tay, diệt trừ cửu U Minh Phượng. Đến lúc đó bọn họ có thể mượn tứ cực U Minh trụ đè chết cửu U Minh Phượng, dạ. Huyền đè xuống trong lòng sát ý, hừ lạnh nói, mượn đao giết người sao, lão. Quỷ liễu thụ gật đầu nói, không sai, dạ. Huyền khóe miệng thình lình nhếch lên, nếu hắn muốn giết này cửu U Minh Phượng. Ta mạn phép không giết hắn, lão quỷ liễu thụ cũng không có phát biểu ý kiến, dạ huyền nhìn về. Phía lão quỷ liễu thụ, cao mày nói, ngươi tại sao không nói chuyện, lão. Quỷ liễu thụ hài hước nói, điều này cùng ta lại không có quan hệ gì, dạ huyền không nhịn được liếc một cái chúng ta tốt xấu cũng là cùng một cái chiến tuyến người không cho chút ý kiến lão quỷ liễu thụ trầm ngâm chốc lát nói đối với tương lai trận kia đại cục mà nói có giết hay không thật đều không có ảnh hưởng gì ngược lại nếu là ngươi có thể đem cái này bắt đối với ngươi có giúp đỡ dạ huyền đại đại liệt liệt chắp tay nói tiểu đệ đa tạ lão quỷ đại ca chỉ giáo lão quỷ liễu thụ đối với dạ huyền chế nhạo cũng không thèm để ý nhẹ giọng nói người muốn tụ đủ cửu đại tiên bảo, dạ huyền gật đầu nói, không sai, đây cũng là hắn bày bố một trong, lão quỷ liễu thụ nhắc nhở, cẩn thận người khác làm giá y, ô, oh, dạ, huyền con mắt hít một cái thấp giọng nói, nói cách khác trừ ta ra, còn có người nhìn chăm chăm cửu đại tiên bảo, lão quỷ liễu thụ khẽ vuốt cằm, không chỉ một người, dạ, huyền không khỏi im lặng, đây cũng là hắn không nghĩ tới, bất quá thì tính sao? hắn hiện tại đã được đến bốn cái tiên bảo, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Đúng, thiên đạo trấn áp sẽ tại trong vòng 10 năm toàn bộ mở lại. Đến lúc đó đế lộ sẽ xuất hiện, ngươi dành thời gian, lão quỷ liễu thụ cuối cùng nói một câu. Trường 1320, tịch diệt tiên thể. Đúng, thiên đạo trấn áp sẽ tại trong vòng 10 năm toàn bộ mở lại. Đến lúc đó đế lộ sẽ xuất hiện, ngươi dành thời gian, lão. Quỷ liễu thụ cuối cùng nói một câu, dạ huyền trong lòng khẽ động, hỏi. Là một lần toàn bộ mở lại, vẫn là từng bước một mở lại, lão. Quỷ liễu thụ chậm rãi nói, trời biết, dạ. Huyền con mắt hít một cái, hắc vụ chậm rãi tán đi. Mơ hồ mặt người biến mất, lão quỷ liễu thụ đi, nói. Cách khác, nhiều nhất 10 năm, hai cái kẻ phản bội sẽ xuống tới, dạ. Huyền nhỏ giọng nói lầm bầm, trong vòng 10 năm, theo chí tôn bước vào đại đế cảnh sách 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 có tính khiêu chiến, vạn. Cổ tới nay, dạ huyền chỉ bảo qua rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt nhưng chưa bao giờ có người. Có thể ở trong vòng 10 năm, theo chí tôn bước vào đại đế. Cho dù dạ huyền trước kia phi thường có trọng thường tịch. Cũng làm không được, vạn cổ tới nay, dạ huyền dạy đến đại đế trong. Theo thực lực phía trên đề tính, thường tịch cùng mục vân tuy là đều không thể đứng vào trước 10, nhưng bọn hắn thiên tư tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, nhất là thường tịch, năm đó dạ huyền thu thường tịch làm đô. Đệ thời điểm, thường tịch 16 tuổi, khi đó, thường tịch thậm chí cũng không có học được tu luyện. Liền luyện thể cảnh cũng đều không phải, nhưng mà tại ngắn ngủi trong 4 năm. Thường tịch trực tiếp bước vào bất hủ cảnh, một đường vô địch mà mục vân. Cũng là vào lúc này bái dạ huyền vi sư, mục vân bái sư thời điểm đã là thiên nhân cảnh mục vân tôn sư trọng đạo tại dạ huyền thu qua đệ tử trong người này xem như là cực kỳ có đồ đệ hình dạng phản bội lên cũng là rất tàn nhẫn nếu nói là mục vân phản bội là tàn nhẫn vô tình như vậy thường tịch phản bội cho tới bây giờ dạ huyền đều cảm thấy cực kỳ buồn cười bởi vì thường tịch không chỉ có là hắn đồ đệ vẫn là dạ huyền đạo lữ là dạ huyền vạn cổ tới nay đệ một cô vợ trước kia dạ huyền từng phụ phương tâm nghiên cũng chưa từng phụ qua thường tịch nhưng thường tịch lại cùng mục vân âm mưu phản bội tuy là dạ huyền cũng có thể đoán được hai người phản bội phía sau có bàn tay vô hình tại đẩy ra nhưng hai người này cũng không phải người tốt trở lại chuyện chính lão quỷ liễu thụ lời nói này cho thấy trong vòng 10 năm thiên đạo trấn áp sẽ toàn bộ mở lại với lại thiên đạo trấn áp là làm sao mở lại cho dù lão quỷ liễu thụ cũng không phải rất rõ có lẽ đúng như lão quỷ liễu thụ theo như lời Trời biết thôi, ở trước đó, mượn trước Tịch Diệt Tiên Luân đem Tịch Diệt Tiên thể tu ra. Tới, Dạ Huyền đem Tịch Diệt Tiên Luân lấy ra, Dạ Huyền bản thân là đạo thể. Sau này lại tu ra Thái Dương Tiên thể, Thái Âm Tiên thể. Cùng với hư không tiên thể, hiện nay chỉ cần đem Tịch Diệt Tiên thể cho tu ra đến. Như vậy Dạ Huyền sẽ có được nhất thể năm phách, đạo thể ra tứ đại tiên thể như thế tồn tại tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, dạ huyền ngồi xếp bằng ở hàn băng. Trong huyệt động, tịch diệt tiên luân huyền phù tại dạ huyền sau đầu, lúc này dạ huyền. Ngược lại có chút giống Phật môn Phật đà, bất quá Phật đà sau đầu vài kim quang. Trong ẩn chứa vô biên Phật lực, chính là trí Chí cương trí dương Phật hiệu đại cương diễn luyện mà dạ huyền sau đầu tịch diệt tiên. Luân lại là thuần túy hắc xác đại biểu cho vô tận tử vong, thuộc về tồn tại thật lớn sai biệt, vù vù, dạ huyền thôi động. Tịch diệt tiên luân, trong nháy mắt tịch diệt tiên luân liền bắt đầu xoay tròn, đồng thời. Tại tịch diệt tiên luân danh giới, có mắt trần có thể thấy hắc sắc tử khí lan ra ra, dạ huyền vận chuyển thái sơ hồng mông nguyên. Thủy đạo quyết bắt đầu hấp thu cổ lực lượng kia, hắc sắc tử khí tiến vào dạ huyền bên trong nhanh chóng thôn vệ dạ huyền sinh cơ đối với lần này dạ huyền sớm có dự liệu tịch diệt tiên thể tại cửu đại tiên thể trong đại biểu cho tử vong mà có tịch diệt tiên thể người thường thường kèm theo chớ chú chạm vào chết ngay lập tức tại vạn cổ trong trừ thần bí nhất vạn cổ tiên thể ở ngoài khác tiên thể dạ huyền đều biết qua mỗi một loại tiên thể cũng có đặc biệt nhất lực lượng cực dương người làm thái dương cực âm người làm thái âm, tử làm tịch diệt. Sinh làm trưởng sanh, thanh giả vô cấu, chọc giả hắc ám, hư không vô cự, tuế nguyệt thiên thời. Vạn cổ độc tôn, này, chính là cửu đại tiên thể, tịch diệt tiên luân ẩn chứa vô cùng tận tử. Khí, tại dạ huyền thấy qua tịch diệt tiên thể trong. Đại đa số đều là kèm theo chớ chú, nhất là tại khi còn nhỏ, kèm theo tịch diệt tiên thể sinh ra. Trung quanh thân nhân cũng sẽ lục tục chết đi, khi tịch diệt tiên thể thành niên lúc cơ bản cũng là một thân một mình, đặc lập độc hành. Thường thường có nghĩa là cùng người thường chắc chắn bất đồng, đây cũng là lực lượng mang đến. Đại giới, một thời đại nào đó trong, có một vị tịch diệt tiên thể. Bước vào viên mãn chi cảnh, thành tựu vô thượng đại đế. Lại bởi vì khi còn bé chỗ trải qua sinh tử. Cho ý nghĩ ra vấn đề, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều chấn động cử động, diệt. Thế, hắn muốn tiêu diệt chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh thậm chí muốn đem chính hắn đều cho giết chết, vụ tai nạn kia cực kỳ đáng sợ. Chư thiên vạn giới trong sinh linh. Suýt nữa tại vụ tai nạn kia trong tử xong chỗ thả ra ngoài tử vong đại đạo. Phẳng phất như bệnh dịch, nhanh chóng lan ra. Chạm vào chết ngay lập tức, tại chết đi dĩ hằng cát sông làm đếm hết sinh linh sau. Thiên địa xuất hiện phản phệ, vị kia người mang tịch diệt tiên thể đại đế biến mất cũng chính vì vậy, vụ tai nạn kia mới bị hóa giải, nhưng thật dạ huyền rất rõ ràng. Trừ thiên địa phản phệ ở ngoài, cũng bởi vì vị này đại đế cử động. Xúc phạm đến chư thiên vạn giới hàng tỷ chủng tộc đường, đại đế mặc dù là vô địch đại danh từ. Trên thực tế tại thế giới một ít xó xỉnh, cất giấu một ít để cho đại đế cũng không dám đi trêu chọc quái vật mà vụ tai nạn kia. Đúng là được một vị thần bí mà tồn tại trấn áp người nọ không là người khác, đúng là dạ huyền chỗ biết lão Sơn, Sơn thần đạo khai Sơn tị tổ. Một vị không sống biết bao lâu cổ xưa tồn tại, đương nhiên, những thứ này cổ xưa tồn tại. Sống sót tình huống bất đồng, bọn họ phần lớn thời gian đều là đang say giấc nồng, dùng cái này. Tới tiêu giảm tuế nguyệt đối với bọn họ ăn mòn, cái này cùng dạ huyền có khác nhau rất lớn, dạ. Huyền trừ vừa mới thoát khỏi táng đế chi chủ đoạn năm tháng kia trạng thái bất ổn sẽ thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say ở ngoài, cơ bản đều hoạt động, cũng chính vì vậy. Mới tạo nên bất tử dạ đế truyền thuyết, giờ này khắc này, kèm theo dạ huyền vận chuyển thái sơ. Hồng mông nguyên thủy đạo quyết tịch diệt tiên luân tử khí đang không ngừng ăn mòn dạ huyền thể. Phách vù vù, kèm theo tử khí rót vào. Đây cũng là dẫn tới dư tam đại tiên thể phản ứng, thái âm, thái dương. Hư không ba loại lực lượng kinh khủng ở trong người đan chéo cùng chống đỡ tử vong xâm lấn đối với loại tình huống này dạ huyền sớm có sở liệu hắn chủ động vận chuyển đạo thể từng cái đạo văn tại dạ huyền bên ngoài thân nổi lên đồng thời dạ huyền bên trong toàn thân kinh mạch trong huyết dịch cũng hiện ra vô cùng cổ xưa huyền ảo phi thường đạo văn những thứ này đều là dạ huyền đạo thể sau khi thức tỉnh biểu tượng tại người thường nhìn lại dạ huyền thể phách chỉ là tầm thường nhất phàm thể cho dù dạ huyền kích phát ra đạo thể lực lượng đến cũng không có ai có thể nhận ra huống chi dạ huyền còn gồm cả tam đại tiên thể hiện nay loại thứ tư tiên thể đang ở thai nghén dư tam đại tiên thể tự nhiên không cho phép nhưng chân chính người thống trị vĩnh viễn là đạo thể đạo thể chính là áp đảo tiên thể trên vô thượng tồn tại cho dù tam đại tiên thể cũng chỉ có thể tại đạo thể phía dưới ngoan ngoãn khuất phục dạ huyền sử dụng cùng với chính mình đạo thể cân bằng cùng với chính mình thể phách tịch diệt tiên thể đang nhanh chóng diễn biến thành công